Xin chào đón quý vị khán giả tới với game show Huynh đệ tranh tài. Tôi là MC Yuri, rất vui được gặp được các bạn. Hello các bạn thân mến, tuần thứ 6, không biết là một tuần làm việc của các bạn đã trôi qua như thế nào. Còn chúng tôi thì một tuần vừa qua đã rất là mong ngóng được quay trở lại, gặp gỡ và mang đến cho các bạn những phút giây giải trí cuối tuần thật là thoải mái. Và ngày hôm nay, tiếp tục chuỗi series game show Huynh đệ tranh tài, hãy cùng chào đón những gương mặt vô cùng quen thuộc đến từ hai đội đã giành chiến thắng. Đội Bố Ngao và đội Chú Tố, xin chào các bạn. Vâng, xin chào hai đội chơi ạ, chúng ta lại gặp lại nhau. Sau những cái tuần nghỉ dưỡng thì không biết là hai đội chơi có còn nhớ luật chơi của chương trình không ạ? Mà tôi vẫn nhớ như in. Mà không biết là thầy còn nhớ không nhỉ? Không, em vẫn thầy nhớ, nhớ ghi đây người. Thầy nhớ là thầy bỏng ông. Thầy nhớ là thắng rồi, biết thắng làm sao rồi. Được anh. Vâng, vẫn nhớ như in ạ. Thế còn đội Chú Tố ạ, hôm nay tôi thấy ở trong đội của các anh là có một nhân vật khá là đặc biệt. Không biết là đấy là thành viên nào mà đã được cosplay đấy ạ? Kìa, chị em xin hỏi nhé. Đội trưởng kìa. Đội trưởng. À, vâng, hôm nay có một nhân vật rất đặc biệt. Một nhân tố mới của đội tôi. Em đi vậy chứ? Nhân tố mới ạ, tôi hy vọng là nhân tố này sẽ mang về chiến thắng cho đội Chú Tố ạ. Nhân tố mới nhưng mà trí não thì là cũ chị ạ. À vẫn cũ ạ. Để xem hôm nay anh sẽ được đội đối thủ chọn cho mình chủ đề nào. Và để bắt đầu ngay thì chúng ta hãy cùng nhau đến với vòng thi đầu tiên ạ, vòng đảo từ. Vòng đảo từ này thì chúng ta có 6 gói câu hỏi tương đương với 6 người chơi. Mỗi gói chủ đề sẽ bao gồm 10 câu, mỗi câu đều đã được đảo sai vị trí nhiệm vụ của các bạn. Vẫn là sắp xếp lại các từ đó thành câu trả lời đúng. Mỗi câu đúng bạn giành được 200 điểm và các bạn có 4 giây để suy nghĩ và đưa ra đáp án cho mỗi dãy từ ạ. Mỗi đội sẽ lần lượt cử ra một người chơi tham gia. Các bạn thân mến, và ngày hôm nay chúng ta đã mất đi hai chủ đề quen thuộc là vật lý và hóa học. Nhưng thay vào đó sẽ có hai chủ đề mới mẻ là sinh học và toán học. Hy vọng đây sẽ là sở trường của các bạn ạ. Sở toán học kìa. Alo. Đây. Quả nó vẫn còn dễ ăn sinh. Rất là dễ thôi ạ, tại vì là toán học thì các bạn sẽ không cần phải tính toán gì đâu mà chỉ cần đọc ra cái khái niệm chính xác thôi, rất là đơn giản. Nhưng mà có thể là cú lừa của chương trình đấy, biết đâu mẹ toán học với sinh học nó lại dễ thì sao? Đúng. Cũng đúng. Đúng không? Những đúng, chủ đề đúng. Nào nghe thì khó thì cái từ số lượng từ chúng ta phải sắp xếp nó sẽ càng ít ạ. Nên là hai đội chơi hãy cân nhắc thật cẩn thận. Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ ưu tiên phần lựa chọn chủ đề cho đội đối thủ là dành cho đội Bố Ngao vì đây là đội đã chiến thắng ở nhánh thắng ạ. Và đội Chú Tố sẽ là đội tham gia đi trước. Thành viên nào sẽ phải chọn trước chứ. Đây là đội yếu hơn là phải cho chọn trước. Đúng. Đúng. Đây là ban tổ chức ta sẽ chương trình của chúng tôi là người nào mạnh thì người đấy thắng bạn ạ. Anh Ben ạ. Thế nên là tôi thấy hôm nay anh mặc một bộ đồ rất là lực lưỡng như thế này thì chắc chắn là anh sẽ thể hiện được cái kiến thức của mình. Đội Chú Tố sẽ chọn thành viên nào thi đầu tiên ạ? Ben, đi luôn. Đúng rồi, các cụ nó không sai đâu chị MC. Đi đầu đi Ben, đi đầu đi. Các cụ bảo là... Đi toán luôn. Các cụ bảo là đầu óc ngu si thì tứ chi phát triển. Trông có vẻ là... Mốc mình quá. Đi đi. Lồng lồng rộng lắm, lồng rộng. Rồi, đừng em... đi thi được rồi. Em đi trước. À, anh sẽ thi trước luôn ạ. Vâng, rất là tự tin. Thế thì chúng ta hãy cùng nhau chọn chủ đề cho anh Ben ạ với một bộ đồ đặc biệt ạ. Anh em ơi, anh em thống nhất vậy luôn đúng không? Chắc chắn phải là toán học rồi. Anh bảo. Tuần trước ấy, thằng này vào cái âm nhạc không được một câu nào. Ok, không được. Không những kéo được. Bây giờ anh bảo nhá, nếu như là toán anh ơi. Bây giờ nhá, nếu như xếp theo độ khó nha thì sinh học với toán học sẽ là độ khó nhất. Nếu như bây giờ em chọn một câu của những cái độ khó thấp hơn thì rõ ràng là hai câu khó mình sẽ bị ăn đấy. Đúng rồi. Đúng. À. Đúng không? Thế bây giờ là mình chọn toán học cho nó đúng không anh? Đúng. Nó toán lại học chơi toán học. Thằng anh ngu toán thế học. Thế gì cho nó đi. Ừ. Tôi dí luôn. Thì chưa chắc đã khó. Rồi. Bọn em chọn toán học. Toán học, vâng ạ. Toán học thì sẽ là những khái niệm liên quan đến toán học thôi ạ. Anh Ben, anh rõ, nắm rõ luật chơi rồi đúng không ạ? Mấy cái định luật này em thuộc lòng. Vâng, thế thì chắc chắn là đây sẽ là sở trường của anh. Anh sẵn sàng và tôi sẽ dành cho anh thời gian với gói toán học. Thời gian xin phép được bắt đầu.
Hằng đẳng thức đấy nhớ. Yes. Chính xác. Có mẹ rồi dễ thế nhở? Dễ thế. Rồi sao dễ thế? Phân bản. Ui, okay, phân chất cơ bản không tốt. Ui, bình tĩnh. Chịu. Phương trình ảo mộng ông chưa? Chưa chính xác. Bình tĩnh. Giá trị chừng nói. Giấu. Thiếu kìa. Ôi. Đường đường tam giác. Ui, đường phân giác. Để của tam giác. Khó thế. Pháp phương số cộng. Trời. Chưa đúng ạ. Dễ. Đường dòng hỏi tiếp. Oh. Chính xác ạ. Hay à. Úi dồi. Hệ hệ lượng. Ui, hệ thức lượng trong đầu này khó thế. Khó. Tập toán trên phép tính. Không có chuyện tính khó hả? Thế. Khó. Khó thế. Phép đồng. Ui dồi. Khó mấy câu cuối khó. Khó thế. Quài thế. Hay rồi bạn ơi. Nói chung bạn nên ạ, một sự tiến bộ phải gọi là vượt bậc ạ. Hai câu trả lời chính xác ghi về cho đội mình 400 điểm mở đầu. Chúc mừng anh, có vẻ là... Bình thường em thi em không áp dụng công thức này chị ạ. Hay rồi bé này khó mà. Anh áp dụng công thức nào ạ? Thì bây giờ mới 0.5 mà chị hỏi sâu thế. Tôi tưởng anh có công thức đặc biệt ạ. Vâng, và bây giờ sẽ đến lượt đội của anh chọn chủ đề cho đội bố ngao ạ. Thành viên nào của đội bố ngao sẽ tham gia đầu tiên ạ? À, thế thì hôm nay là thầy cho thầy nhân vật chính để em thi trước cho. Cho thầy mấy câu dễ kìa. Ok, thế thì thứ tự sẽ là mày đi xong đến tao xong đến thầy nhá. Ok. Rồi, hợp lý. À, đội em chọn là anh Khôi Mép ạ. Vâng, anh Khôi ạ, một đối thủ rất là đáng gờm. Không biết là đội chú Tố sẽ chọn chủ đề nào đây ạ? Anh Khôi á. Ừ, thực ra là tất cả những cái chủ đề này kiểu nó... Bạn thấy là đều sinh học khó lắm. Ừ, cứ chọn sinh học cho anh Khôi đi. Còn lại tí nữa cho thầy mấy cái kiểu ca dao với lại văn học các thứ ok đấy. Cô sở trường thầy đấy. Không sao. Vâng, sinh học đúng không ạ? Đúng rồi ạ, và tôi chọn sinh học ạ. Vâng, anh Khôi sẽ đối mặt với gói sinh học ạ. Có vẻ khó anh ơi, cố lên anh ơi. Sẽ là Khôi làm được. Khái niệm trong sinh học chủ yếu là trong những cái kiến thức cấp 3. Hy vọng là anh còn nhớ được. Cấp 3 học sinh chèo học vấn đề. Tôi có nghe nói nhất đấy. Tôi có nghe nói là anh thi khối C đúng không anh Khôi? Dạ không, em có thi khối đâu. Không vâng. À thế ạ, tôi tưởng là anh là thi khối C nhưng không sao. Hy vọng là anh sẽ trả lời được nhiều câu đúng ạ. Thời gian cho anh và gói sinh học bắt đầu. Cơ chế xác định giới tính. Ui. Hay. Chính xác. Anh của anh ơi. Hình thái thể xác nhiễm. Ui. Gần. Ui. Đã nhiễm. Tự do thoái hóa. Khó. Khó cái kề. Quần xã sinh vật thể. Ui giời. Quần xã. Điều hòa hoạt động gen. Hay. Tôi được quá. Quá trình hình thành loài. Chính xác ạ. Hay. Con này dễ đấy. Hay quá anh ơi. Hợp thực vật. Hợp quang của thực vật. Chưa chính xác ạ. Quang hợp. Hợp quang. Lan truyền thần sự thần kinh. tổ hợp nguồn biến dị. Biến dị nguồn tổ hợp. Nguồn. Ui. Ấy. sự phát sinh của loài người. Không có sự của. Sự phát sinh của loài người. Ôi rất là đáng tiếc ạ. Không có chị ơi. Thế khó thế. Không có của. Hay rồi. Em ơi tặng Ben rồi anh ơi. Hay rồi. Gói sinh học là một gói mà tôi đánh giá là vừa lạ vừa quen. Khi mà chúng ta nhìn những cái đáp án mà được sắp xếp chính xác thì chúng ta thấy rất là quen thuộc. Nhưng mà để đọc được ra nó thì đúng là khá khó. Anh Khôi đã ghi được 3 câu trả lời đúng, tương đương với 600 điểm. Xin chúc mừng anh. Chả quen thế nào chị ạ. Nói chung là nó cũng xuyên sao đấy. Anh Khôi nếu mà cẩn thận một chút thì tôi nghĩ là anh sẽ ghi được nhiều cái câu trả lời đúng hơn. Vì anh đã trả lời chính xác khá gần chính xác khá nhiều câu đấy ạ. Rất đáng tiếc. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với người chơi tiếp theo của đội Tú Chố. À chú Tố ạ. MC này. Đội em chú Tố là quyết định là chọn Tú Chố ạ.
Vâng ạ, vâng đấy. Em thi cuối đi. Thôi mày thi đi. Đúng ạ, âm nhạc để quen. À. Bạn đi trước đi. Ok. Tại vì ca dao với lại văn học rồi tôi nghĩ. Mẹ bạn nói thế người ta dí thằng Tú âm nhạc sao? Ờ. Không sao. Nhưng mà chốt là thằng Tú ơi đi. Chốt chưa? Chốt chưa? Chốt chưa? Chốt chưa? Chốt chưa? Anh đi trước thì cũng thế, mày đi trước, thôi mày đi trước đi. Để anh đi sau cho. Rồi ok. Còn lòng thế nào? Đi trước. Âm nhạc luôn anh ơi. Âm nhạc đi. Các đội trưởng ạ. Biết mỗi bài tâm sự với người lạ. Đừng đùa, đừng đùa. Dí dí nó chết rồi. Ờ, dí chết mẹ âm nhạc đi. Ý kiến của thầy nhỉ? Tú tổng âm nhạc Thái Lan Campuchia đấy. Âm nhạc nhá. Bọn em chọn âm nhạc. Âm nhạc rất dứt khoát, không có băn khoăn suy nghĩ gì thêm ạ. Không. Vâng. Đây theo tôi đánh giá là một trong những gói khá là dễ và hy vọng là anh sẽ trả lời được. Dễ đấy, dễ đấy, Tú ơi, cứ bình tĩnh thôi. Vâng, anh Tú sẵn sàng đúng không ạ? Tập trung Tú ơi. Hãy cùng nhau bắt đầu thời gian của anh và gói âm nhạc. Đâu chưa? Úi dồi. Ai? Và ai là người chọn em Tú đây? Ui. Người ấy là anh mà tôi chọn ai mà? Tôi đã đâu rồi? Vì đâu người ra đi? Người ra đi vì đâu ạ? Chưa chính xác ạ. Khi của đơn em nhớ ai? Yes. À, được, được, được. Chính xác ạ. Toàn phòng hát thôi Tú ơi. Đơn giản. Anh sẽ cùng mưa đến. Ui. Chưa chính xác. Đúng đấy Tú ơi. Nhắn dòng yêu em qua tin. Vâng, yêu em qua dòng tin nhắn ạ. Yêu một người lầm lỗi phải chăng? Phải chăng yêu một người lầm lỗi? Chưa chính xác cả. Chào không chào. Vô phận kém duyên. Ui. Ui Tú ơi, có này dễ cả mà. Điều anh nói ra rất ngại. Ui, không biết bài này à? Không biết. Anh đã quen ở cạnh bên em. Bên cạnh ủa em ạ. À. Ui. Trời giấu trời. Mang đi. Yes. Chính xác. Đúng rồi. Ôi trời ơi. Hai câu trả lời đúng mà. Khó thật đấy. Khó khó mà. Nhiều câu nhiều bài chưa biết luôn đấy. Vâng, rất là đáng tiếc ạ. Nhưng mà là một chiến thuật cũng thành công. Như anh Tú đã ghi được cho đội của mình thêm hai câu trả lời đúng tương đương với 400 điểm. Không sao, không sao Tú ạ. Cái âm nhạc này thằng Nhím mà thi thì nó trả lời được hết. Toàn bài thằng Nhím hay hát. Không nghe Nhím hát bao giờ Tú. Đúng là đôi khi có những câu dễ với người này thì lại khó với người khác. Kiến thức cũng đúng là vô biên ạ. Không, và... vâng, anh Ben, anh nói em, đi ạ. Em chơi cái này em toàn nghe nhạc thôi chứ em không có đọc chứ. À thế hả? Kiểu nó cứ nhạc từng 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 làm mất là tập anh... trung ấy. À thế anh phải học, tôi tưởng là sau rất là nhiều số như thế thì anh đã phải luyện được cái sự tập trung khi tham gia chương trình rồi chứ ạ? Không phải, tại vì mấy anh chị chọn nhạc hay quá nghe nó cuốn. À, vâng. Anh lại khéo quá. Và bây giờ người chơi tiếp theo của đội Bố Ngao ạ sẽ là anh Moi đúng không ạ? Vâng, chắc chắn là tôi. Vâng, anh Moi ạ. Chủ đề dành cho anh Moi sẽ là gì bây giờ ạ? Đội từ anh Tú ạ, anh đội chú Tố ạ. Tôi cứ hay nhầm. Này, thực ra là có điện ảnh thì anh Độ không có thời gian xem phim nhiều đâu. Anh đúng. Độ là người ít xem phim. Đúng. Văn học với cả ca dao tục ngữ thì văn học cũng ít đấy, một là điện ảnh, hai là văn học, còn ca dao tôi nghĩ là điện ảnh đâu ạ. Anh Độ kiểu nói được nhiều ấy, kiểu anh độ biết nhiều, cho chọn điện ảnh đi. Ok, chốt điện ảnh. Điện ảnh chốt. Vô địch rồi anh ơi, tối nào anh chả xem. Chúng mày bị tao lừa rồi. Cho em gói điện ảnh khó nhất đi chị. Đấy chứ. Vâng, gói điện ảnh. Trả lời 4 câu đấy, sẽ chọn cho anh gói điện ảnh nhưng mà với level là siêu khó ạ. Ok. Vâng. Anh sẵn sàng và thời gian cho anh với gói điện ảnh xin phép được bắt đầu ạ. Nào. Hành tinh đến chết hành trình. Chết. À. Cuộc chiến không trọng lực. Hay quá anh ơi. Dễ thế. Dễ đấy. Đại chiến siêu đại chiến Thái Bình Dương. Chính xác. Hay quá anh ơi. Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Trời ơi! Lần đâu? Lời chết trong kết bạn. Ui! Cô ấy biết đây. Cô gái đến từ hư vô. Hay quá rồi.
Bí mật trái đất diệt vong. Đúng, chính xác. Quái ơi. Ủa, thấy thế nhở. Cần nữa nhở. Đêm ở viện bảo tàng. Yeah. Cái này dễ chứ. Mấy câu này ngắn. Tòa án của ma nữ. Trời ơi. Hay quá. Yêu từ ánh nhìn đầu tiên. Úi xùi. Yeah. Chính xác. Dễ thế nhở. Rất mượt ạ, rất mượt. Anh đã trả lời đúng được 7 câu. Ủa, chính xác. Ui, sẽ cho đội thêm 1.400 điểm ạ. Chúc mừng anh Voi ạ. Mày làm thắng rồi còn đéo nữa. Anh là số 1 anh ạ. Ai dám nhận số 2? Anh MVP. Nào, tưởng chừng là một người ít xem phim nhưng mà lại thuộc rất nhiều tên phim ạ. Chị nói cho em xem trộm suốt. À, thế là anh đã có một chiến thuật lừa được đối thủ rồi đấy ạ. Và đội chú Tố ạ, các đấy. Anh thấy thế nào ạ? Đấy, có phải em cuối cùng rồi, em cuối cùng rồi. Vâng, vâng, em không thấy thế nào cả. Không thấy thế nào cả. Chúc anh sẽ chọn được cái gói câu hỏi mà sở trường của mình và trả lời đúng được 10 trên 10 ạ. Vâng, vâng, còn có 2 thôi, còn 2 gói thôi. Thầy tự tin với cái nào nhất thầy? Cho nó văn học đi anh ơi. Không, không, bây giờ câu hỏi là thầy đang tự tin với nào với 2 chủ đề kia thì mình dí cho nó cái còn lại là xong. Em trả lời được các gia tục ngữ đi anh ạ. Ok, thế gì nó văn học khá khá đấy anh ạ. Ok, vâng. Rồi nhá. Bọn em chọn văn học. Bọn em chọn văn học. Vâng, anh Quang sẽ đến với gói văn học Việt Nam ạ. Và gói văn học Việt Nam vẫn như mọi khi sẽ là những câu thơ trong những bài thơ chết Việt còn... ạ. Anh làm được thơ không biết à? Làm không sao ạ. Tôi chắc chắn là anh Quang sẽ trả lời được nhiều câu. Anh sẽ đủ tin. Kê chị. Ok anh ạ. Và thời gian dành cho anh với gói văn học Việt Nam xin phép được bắt đầu. Người... Ui dồi ôi, cậu này mà không biết. Trời ơi. Chí. Sông Đuống đưa em về. Anh đưa em về. Sông Đuống anh đưa em về. Ui cậu này mà không biết. Thương nhau chia củ sắn lùi. Đúng. Ai à? Chính xác ạ. Hay quá. Đêm nay bác không ngủ. Đúng. Chính xác. Dễ. Dễ quá. Hay quá Quang ơi. Việt Nam máu từ... Ui. Thiếu từ nước. Những cánh đồng bình yên. Bình yên những cánh đồng. Ơ. Ok. Trời sáng nay đổ cơn mưa rào. Ây. Chưa đúng. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn. Đúng. Chính xác. Ây à. Đúng. Địch ta. Thiếu niên tuổi khăn màu. Những cánh buồm mưu sinh. Không ạ. Ở đâu ra đây? Cái tay thêm tử nhỉ. Thế em có ý kiến hồi nãy câu kia đọc đúng mà là phải tính luôn chứ. Tôi đang định nói chính xác. Em đoạn lâu quá. Chính xác thì anh lại đọc lại nên tôi đã. Đây là do chị MC rồi. Không phải chị phải đọc luôn, bởi vì em thời gian nó sẽ có hạn mà chị. Đúng rồi. Cái này đâu có thời gian đâu. Vâng không sao ạ. Có mà anh có mà thấy. Thôi cho người ta 200 điểm cũng được nhỉ. Tôi sẽ nhận phần chậm trễ là do tôi và anh Quang vẫn thành công với 4 câu trả lời đúng ạ. Bọn tôi đồng ý. Chúc mừng anh Quang ạ. Sau năm phần thi vừa rồi trình độ bọn tôi là ao trình hoàn toàn đúng không? Bọn tôi đồng ý. Không là gì cả. Thích thì bọn tôi cho thêm 200 nữa. Đúng. Vậy ạ. Vâng. Không nói đùa thôi. Bọn em xin. Bọn em xin luôn ạ. Tí nữa tôi sẽ cộng điểm sau nếu mà các anh vẫn còn giữ nguyên suy nghĩ ạ. Và bây giờ sẽ là người chơi cuối cùng của đội bố ngao ạ. Thành viên trưởng. Em đã sẵn sàng chị ơi. Đội trưởng đấy, đội trưởng đấy. Anh sẵn sàng. Chúng ta chỉ còn một câu thôi. Thầy trả lời 8 câu thôi nhá. Em sẽ ngồi anh ơi. Ừ, nếu không ít thôi cho người ta còn đua. Người ta còn đua được, còn chương trình hấp dẫn chứ. Đúng rồi. Ok. Vâng, và các anh hãy lưu ý là có 4 giây để suy nghĩ và trả lời ạ. Nên là sau nếu mà các anh có muốn thay đổi câu trả lời trong lúc đấy là tôi vẫn sẽ tính là các anh thay đổi đấy ạ. Ok. Ok chị. Và bây giờ thời gian cho anh Ngao cùng với gói ca dao từ ngữ. Anh Ngao chị. Ngao ca dao. Thời gian cho anh bắt đầu ạ. Ngao ca dao. Nhai đi thầy, ok.
Tổng Minh còn hơn Thiết Dục. Hay. Hay. Ok. Thủ vắng nhà, phọc nhà. Đúng ạ. Thua keo này ta bày keo khác ạ. Thua keo này bày keo khác ạ. Không ok. Không có ra. Có lúa bằng nhau. Lúa tốt. Ui dồi. Ok. Cái này thầy thầy biết. Bạn bè là nghĩa tương chi. Đúng đấy. Ôi. Hay quá này. Có thực mấy vực được đạo. Đúng. Hay. Ai à. Có tiền mua tiền cũng được ạ. À. Hay. Hay. Chính xác. Kinh ấy. Chỉ một đường đi một nẻo ạ. À. Hay. Hay. Chính xác ạ. À. Hay quá thầy ơi. Đồng tiền đi liền khúc ruột ạ. À. Hay. Dễ. Chính xác. Dễ quá anh ơi. Dễ quá. Vâng, năm mưa trả lời đúng ạ. Thầy lúc đầu có vẻ là đang khởi động sao? Thiết Vinh còn hơn sống. Câu đầu khó thật anh ạ. Thiết Vinh còn hơn sống nhiều. Vâng. Tôi nghĩ là câu này mình cần nhớ kỹ một chút ạ. Không đọc ngược thì nó cũng hơi kỳ. Vâng, xin chúc mừng anh Onip, thầy Onip ạ. Anh đã ghi được cho mình 5 câu trả lời chính xác, thêm về cho đội mình 1.000 điểm. Tổng điểm của các anh hiện tại là 3.000 điểm. Không ạ. Sao, không sao. Tuyệt vời, tuyệt vời. Và theo anh phía sau là đội chú Tố với 1.600 điểm. Đơn giản, vòng này bứt phá các bạn ơi. Vòng này bứt phá. Vâng ạ, sau phần thi đầu tiên thì tôi thấy là các anh lần này trả lời được rất nhiều câu chính xác ạ. Có vẻ là gói câu hỏi của chúng tôi dễ quá với các anh đúng không ạ? Thực ra là nó khó với đội bạn thôi chứ đội bên tôi thì thấy vòng này hơi mầm non. À, dễ quá. À, dễ quá. Hai câu thì anh nhầm anh ba câu. Quan trọng là nó là sức mạnh của tập thể. Thế đúng rồi. Đúng. Vâng, thì cho bọn em lên tiểu học ấy. Sức mạnh tình bạn ạ. Và vòng thi thứ hai của chúng ta là phần thi mà rất là quen thuộc với các anh, phần truy tìm manh mối ạ. Yes. Ở vòng thi này thì các bạn sẽ phải giải mã một bức hình bí ẩn để chia thành 9 mảnh ghép khác nhau. Mỗi mảnh ghép tương ứng với một câu hỏi. Đáp án của câu hỏi này sẽ là manh mối để các bạn tìm ra bức tranh của chúng ta là gì. Mỗi đội sẽ lần lượt chọn ô mà mình muốn. Trả lời đúng, mảnh ghép sẽ được lật mở và đội chơi sẽ dành về cho mình 200 điểm. Nếu sai thì phần trả lời sẽ dành cho đội còn lại ạ. Và đội này nếu trả lời đúng thì giành được 100 điểm. Và nếu sai thì mảnh ghép sẽ vẫn là một bí mật. Đội nào mà có câu trả lời trước khi toàn bộ mảnh ghép được mở sẽ mang về cho đội của mình thêm 1.000 điểm ạ. Các anh lưu ý là nếu mà đã chọn thì phương án bấm chuông để trả lời câu hỏi cuối cùng thì nếu sai các anh sẽ mất quyền tham gia phần chơi này luôn. Nên là hãy cân nhắc thật kỹ ạ. Ok chị. Ok chị. Ok ạ. Và ngày hôm nay người được lựa chọn mảnh ghép trước sẽ là đội đang có phần điểm ít hơn. Đó chính là đội chú Tố ạ. Ừ. À, anh em chắc là cứ đi theo thứ tự nhờ. Số 7 đi, mà thường mấy câu số 7 dễ lắm. Yeah, ok, số 7 okay. Cũng được. Vâng, em chọn số 7 ạ. Số 7, 7 Lucky ạ. Và chúng ta hãy cùng nhau đến với câu hỏi ở mảnh ghép số 7. À, hành tinh thứ tư trong hệ mặt trời là hành tinh nào? 30 giây suy nghĩ và trả lời cho đội chú Tố. Bắt đầu ạ. Dễ thế. Sao lại dễ nhở? Sao dễ thế nhở? Thứ tư à? Nếu như mà anh không nhầm thì là sao hỏa, Tú ạ. Thổ chứ. Hỏa hay thổ? Không phải em không biết. Sao dễ thế nhỉ? Như là sao hỏa Ben ạ. Dễ thế nhỉ? Phải không đó. Ừ. Thổ đi. Ủa bạn chắc không? Thảo đó chắc. Nhưng mà tôi nhớ là thế. Ok, anh nhớ. Một trong hai là đúng đấy, tôi chắc chắn đấy. Chọn đi 50-50 thôi. Thổ đi bạn ạ. Tùy bạn. Tôi xin chọn là sao hỏa. À. Vâng, đội trưởng đã chọn là sao hỏa. Và tôi sẽ lấy cái đáp án của đội trưởng của đội chú Tố ạ. Đáp án sao hỏa là một đáp án chính xác. Thấy chưa? Dễ thế nhỉ? Nói tôi đã dành về cho mình ngay 200 điểm. Các anh cũng làm tôi khá là hồi hộp khi mà cứ là thổ hay là hỏa. Chọn thổ đi là tôi cũng khá run ạ. Nhưng mà may quá các anh vẫn chọn được câu trả lời chính xác ạ. Chúc mừng các anh.
Hãy cùng nhau lật mở mảnh ghép số 7 ạ. Cái này liên quan tới hệ mặt trời. Đây là giải bên ngân hà hay sao ấy? Ờ. Về bên giải ngân hà. Các anh hãy cứ tưởng tượng thật nhiều ạ. Hôm nay bức tranh của chúng ta sẽ hơi trừu tượng. Hình như là đúng hay sao anh ạ? Nhìn khái niệm của chúng ta hướng đến. Tôi sẽ có gợi ý sau. Và bây giờ quyền lựa chọn mảnh ghép sẽ tiếp tục đến với đội bố Ngao ạ. Ôi anh biết mẹ luôn bức tranh tổng là gì rồi đấy. Anh đoán luôn đi. Không không, mình cứ cày điểm đi. Mình cứ cày điểm đi em ạ. Anh đoán đi. Ui giời. Anh đang nhiều điểm mà anh cần gì farm thêm điểm nữa. Đúng rồi, anh đoán luôn đi. Anh đoán luôn đi. Anh có manh mối rồi Tú ơi. Thầy, quen lắm, quen thuộc. Cứ pháp vâng, đó. Anh okay, hỏi okay. Anh một đoán luôn không ạ? À không, tôi cài điểm luôn. À vâng, tôi tưởng anh vừa đoán luôn thì cứ bấm chuông ạ. Ừ, ok, bọn tôi có tay, bọn tôi bấm được mà chị, cảm ơn chị. Vâng. Thầy, vâng ạ. Số mấy thầy? Số 9 đi anh ơi. Bọn em chọn số 9. Số 9 ạ. Hãy cùng nhau đến với câu hỏi ở mảnh ghép số 9. Cái số 9 mở ra y hệt số 7. Từ thời xa xưa, phương pháp kéo dài thời gian kể từ khi chuẩn bị thực phẩm cho đến khi ăn được gọi là gì? Hả? 30 giây suy nghĩ và trả lời gì? Bắt đầu biết. Đông lạnh đúng không? Gọi là gì? Chuẩn bị thực phẩm cho đến anh khi biết, ăn anh được biết, bảo quản. Hợp lý. Bảo quản, đông lạnh anh. Bảo quản, nó gọi là bảo quản. Bảo quản đông lạnh đúng không? Không, nó chỉ là bảo quản thôi thầy. Nó gọi là bảo quản thôi. Ừ, bảo quản. Ừ, bảo quản thực phẩm. Từ khi chuẩn bị thực phẩm cho đến khi ăn được mà. Yeah, kéo biết dài rồi, thời ơi, gian không biết từ đâu. Khi chuẩn bị thực phẩm cho đến khi ăn được. Kéo dài thời gian là bảo quản đấy anh. Kéo dài thời gian ạ. Đúng rồi, em nghĩ chỉ là bảo quản thôi. Thầy trả lời đi thầy. Anh nghĩ có mỗi phương án đấy thôi. Anh Khôi, anh trả lời đi anh Khôi. Ờ, thưa chị là đội em chỉ có một phương án duy nhất thôi. Đấy là bảo quản ạ. Sai. Bảo quản ạ. Bảo quản là một đáp án chưa chính xác ạ. Ông ấy bằng gì mới được chứ anh, chứ bảo quản không sao được. Rất đáng tiếc ạ. Đây. 20 giây dành cho đội đúng, bên đúng, chính xác. Ủ môi. Anh với bên là phương án giống nhau đấy Tú ạ. Em nghĩ thế mà. Thế thì là ủ môi. Thế là ủ môi. Vâng. Ủ muối đúng không ạ? Yes. À, xưa phương mà. Pháp kéo dài thời gian kể từ khi biết. Chuẩn bị thực phẩm cho đến khi ăn được không được gọi là ủ muối ạ. Rất tiếc ạ. Ôi trời ơi. Mảnh ghép của chúng ta đóng lại. Ồ. Phương pháp kéo dài thời gian. Ông bà ta ở xưa làm gì ta? Phơi khô à? Không, đôi khi các anh làm tôi rất là bất ngờ. Đi như từ là... bất ngờ này đến bất ngờ khác ạ. Ngày xưa người ta có tủ lạnh hay sao á? Cấp đông à? Ừ. Hay cấp đông à? Không, làm gì có cấp đông được ngày xưa anh. Đây sẽ xưa là mà. Một cái... Hình như là trốn xuống đất hay sao ấy. Đúng nhờ? Quan trọng ạ. Thôi dù sao thì cũng hết quyền trả lời cho mảnh ghép này. Trong rồi. Trả lời đời, lại đâu mà. Vâng, anh trả lời lại đi ạ. À, đúng rồi. Sao anh Ben cứ trả lời là đúng đi. Đúng sao chị? Vâng, anh cứ trả lời đi để tôi xem có đúng không. Phải trốn xuống đất không ạ? Phải. Điên chắc là người ta chôn cái khác ạ, còn đồ cái ăn gì thì kiểu... không ạ. Chôn đất người ta gọi là hạ thổ, người ta chỉ mẹ chôn rượu thôi, chôn thức ăn vẫn cứt à. Vâng, bây giờ hãy cùng nhau đến với mảnh ghép tiếp theo ạ. Đội chú Tố các anh chọn mảnh ghép nào ạ? Mảnh trên đi nhờ, số 3 hoặc số 1 thôi. 7321 đi. Số 3, đấy. Ok. Vâng, 7321 và chúng ta chọn số 3 ạ. Chúng ta hãy cùng nhau đến với câu hỏi ở mảnh ghép số 3. Công trình thường có tường và mái làm bằng kính được dùng cho trồng trọt có tên gọi là gì? Greenhouse. Nhà kính à? Nhà kính à? Phải trả lời bắt đầu ạ. Nhưng mà Greenhouse đúng không? Gọi trả lời tiếng Anh hay tiếng Việt? Công trình thường. Nhà kính. Trả lời bằng tiếng Việt ạ. Nhà kính. Từ. Anh nghĩ là nhà kính, gọi nhà kính là chuẩn đấy. Ừ. Trong ARK đúng không? Đúng rồi. Nhà kính thế thì chỉ có nhà kính thôi. Nhà kính là thiếu. Không thiếu. Greenhouse. Sai. Nghe phát biết sai rồi. Vâng, thời gian đã hết ạ. Các anh hãy lựa chọn câu trả lời cho đội của mình ạ. Nhà kính thôi, Tú ơi. Rồi tôi chốt câu trả lời là nhà kính ạ. Câu trả lời là nhà kính. Đây là một đáp án chính xác. Chúc mừng các anh. Đơn giản thôi. Câu hỏi dễ thế nhở? Vâng, rất đơn giản. Ăn vào câu dễ đi. Nhà kính là công trình thường có tường và mái là bằng kính hoặc vật liệu tương tự dùng để trồng rau quả để tránh tác động nhất thời của thời tiết như là mưa to, gió lạnh ạ. Em tóm tắt lại cho chị MC nhá.
Câu hỏi đưa ra là cái nhà bằng kính gọi là gì? Em trả lời nhà kính. Xong. Vâng, nhưng mà chỉ là kính cách... Chỉ cần thử bán là một kính. Lựa chọn được một câu trả lời dễ đúng là rồi. Lấy về cho mình 200 điểm. Chọn được hay không chứ? Cái điều quan trọng ở đây đấy là những cái dữ kiện này sẽ gợi ý cho các anh về đáp án tổng. Đó, ok. Sẽ liên quan đến đáp án tổng ạ. Và bây giờ sẽ đến đội của các anh, đội bố ngao sẽ chọn mảnh ghép ạ. Hãy chọn một mảnh ghép có câu hỏi dễ như vậy ạ. Số 1 cho dễ anh ạ. Số 1 thôi. Ui, tao biết bức tranh tổng là gì rồi. Đấy, anh đoán luôn đi. Anh đoán luôn đi. Tao vẫn cày điểm, tao vẫn cày điểm. Thầy. Ui giời. Chơi mảnh số mấy nhỉ thầy nhỉ? Số 1 anh ạ. Số 1. Số 1 đi anh ơi. Bọn em chọn số 1. Vâng, số 1 ạ. Yeah. Một câu hỏi rất đơn giản thôi ạ. Lớp các chất khí bao quanh hành tinh trái đất và giữ được và được giữ lại bởi lực hấp dẫn của trái đất được gọi là gì? 30 giây suy nghĩ và trả lời bắt đầu ạ. Đúng mẹ rồi Khôi. Thôi cứ cho em 30 giây bọn em nói chuyện với nhau đi. Tao này con có hay quấy không Khôi? Ui, nhà mình thi xong rồi càng con nó bú kìa. Thế à? Thế là cũng phải hẹn giờ đấy nhở. Nhưng mà thời gian đầu nó hơi vất vả đâu em. Sau đứa thứ hai là mình quen ngay mà. Ngày xưa thằng đầu tiên phải xuống. Ghét thả. Nay đầy tháng, nay đầy tháng đúng không anh? À nay đầy tháng nhở. Mai đầy tháng. Thế hôm nay là thấy mua bánh biết các thứ rồi đúng không nhở? À bánh ấy là được các bạn ấy tặng. À thế à. Rồi chúc cháu nhớ ngon trong lớn nhá. Nhanh thế nhở, em ưa đẻ khai tháng luôn. Em này tên mày khấn đẹp quá chị ơi. Trả lời đi Khôn. Ờ khí quyển ạ. Ok. Vâng, bộ trưởng. Vâng, bộ trưởng trả lời rồi đấy ạ. Vâng. Đã bán khí quyển. Lấy về cho các anh 200 điểm ạ. Yes. Vâng, bầu khí quyển bảo vệ cuộc sống trên trái đất bằng cách hấp thụ các bức xạ tia cực tím của mặt trời và tạo ra sự thay đổi về nhiệt độ giữa ngày và đêm ạ. Tôi thấy kiến thức về tự nhiên của anh Khôi khá là phong phú. Anh có thể trả lời ngay từ những cái giây đầu tiên ạ. Dạ, anh ấy, cái đấy rồi thì... anh ấy chỉ có điểm yếu là sinh học thôi chị ạ, còn lại anh ấy cái gì cũng biết. À, thế ạ. Vâng, và bây giờ quyền lựa chọn mảnh ghép sẽ đến với đội chú Tố ạ. Mảnh số 6 là... đi. Mở số 6, đúng rồi. Anh cũng nghĩ số 6. 6 à? Ồ, số 6 cũng được. Số 6 ạ. Hãy cùng nhau đến với câu hỏi ở mảnh ghép số 6. Nguyên liệu chính được dùng cho máy tạo sương mù tại các sân khấu là gì? 30 giây suy nghĩ và trả lời bắt đầu ạ. Ê đâu anh Quang ơi? Nị tơ! Chịu. Đi diễn. Đi tơ! Chịu, đi diễn chứ có đi xịt khói đâu đâu. Đi... Khi đi tơ! Xịt đi tơ đấy chết hết à? Nguyên liệu được dùng cho máy tạo xương trên các sân khấu ạ. Nguyên liệu là xịt đi tơ lên đây. Anh như thế giờ? Liệu gì ta? Mẹ hôm trước mùng 1 tháng 4 vừa đi của offline xịt tung sân khấu xong. Đéo biết là khí gì đâu kìa. Nó là cái gì ấy? Anh biết rồi. Mà người ta... Đó là... khí quyển. Xong rồi đang ngâm cái gì xong rồi đang nhét. Vâng, thời gian đã hết ạ. Các anh hãy chọn câu trả lời cho đội của mình. Cái gì lạnh lạnh, cái khí lạnh lạnh nó Tú mà cái quên mẹ tên rồi. Khí hài. Không phải. Để biết đâu. Bảo khí chịu quên mẹ cái tên đó. Vâng. Khí lạnh đi Tú. Không, nó có tên chứ sao lạnh. Có trả lời được không? Dạ, có trả lời không? Niter đi. Đi đâu? Niter sai luôn, bọn em giơ tay luôn. Vâng ạ, Niter ạ, sẽ là câu trả lời của các anh đúng không ạ? Vâng. Đúng rồi ạ. Vâng. Đây không phải là một đáp án chính xác ạ, rất tiếc. Mẹ khi đéo gì. Vâng, thời gian suy nghĩ và trả lời sẽ dành lại. Trả lời luôn anh thôi. Lời gì đánh đội? Theo kinh nghiệm của anh ấy thì bình thường ấy là sẽ là khí CO2 em ạ. Ừ, em cũng nghĩ là khí CO2 á. Đúng rồi, nó là CO2. Ừ. Nguyên liệu làm gì khó ta? Nguyên liệu được dùng ạ. Mọi người đúng hãy rồi, nó là nguyên liệu anh ạ. À. Phải đâu. Nguyên liệu. À, nguyên liệu nhá, anh bảo nó lại dùng cái giống như kiểu tinh dầu vếp ấy, nó là tinh dầu. Đơn giản thôi, dùi. Ê, không, em nghĩ là nước thôi. Nước em nghĩ là nước á, nước hoặc CO2 thôi. Nước làm sao mà nước ra được khí không nhỉ? Được. Có, nước làm sao ra được khí? Ra được. Ra được á? Ừ, được. Ra được mà. Không, nhưng mà cái máy tạo khói ấy nó bé lắm. Không, thực ra là nó dùng tinh dầu đấy. Không, sao lại tinh dầu phải có mùi chứ, lúc mà xịt ra mình không nhau. Anh giải thích cho em luôn nhá. Là thời gian đã hết rồi. Hết rồi anh ơi. Thời gian đã hết ạ. Nước ạ.
tôi tưởng là đấy chưa phải câu trả lời. Vâng, tôi sẽ ghi nhận câu trả lời của đội anh là nước ạ. Và nước là bộ đáp án là chưa chính xác ạ. Vâng. Sao lại phút tinh dầu được anh? Cái nguyên liệu mà người ta dùng đúng là có sử dụng nước, nhưng mà cái nguyên liệu thả vào đấy thì nó lại không phải là nước ạ. Ok. Là mình ghép vào nước nóng lại ạ. Đá thì đấy đúng không nhỉ? Đúng rồi, đá lạnh. Nó có tên. Tại vì nha, từ để anh giải thích qua cho em nha. Bình thường ấy, hôm trước anh vừa mới ngồi nói chuyện xong, người ta làm tinh dầu vếp lậu để bán ấy, là mấy ông chuyên bán tinh dầu làm khói cho sân khấu này toàn bán mẹ từng can cho hội đấy thôi. Ôi sao đấy. Ừ. Nhưng mà cục đấy không phải là tinh dầu, phải là cái khác cơ. Nó gọi cục gì nhỉ? Đá viên đấy gì? Cái cục đá mà đám cưới lúc mà rót rượu đấy, anh nhớ không? Nhưng mà nó có tên. Ừ. Vâng. Các anh cũng đã bàn luận và những cái bàn luận của các anh đâu đấy đã có những câu trả lời đúng. Nhưng mà rất tiếc các anh lại không đọc ra. Chúng ta hãy cùng nhau đến với sự lựa chọn câu hỏi tiếp theo của đội Bố Ngao ạ. Hãy chọn mảnh ghép để lật mở ạ. Thôi đánh số 4 đi nhỉ. Số 4 đi anh ạ. Ok, bọn em chọn tứ tử. Số 4 là một câu trả lời rất dễ theo tôi. Câu hỏi về ghép số 4 như sau ạ. Các loại nước ngọt như Coca-Cola, Pepsi, dễ thế, Sprite có đặc điểm chung là gì ạ? 30 giây suy nghĩ và trả lời bắt đầu ạ. Thầy từ lúc mà đẻ đứa thứ hai bây giờ có thấy khác nhau giữa nuôi một đứa với hai đứa? Cũng không khác nhau lắm anh ạ. Chỉ hơi vất hơn một tí thôi anh ạ. Ừ, anh nghĩ là những cái kinh nghiệm đấy là nên truyền dần cho Khôi đi. Khôi dạo này mới làm bố thì cũng hơi bị bỡ ngỡ đấy. Em vẫn tò mò lắm. Ừ. Mà thôi cứ phải tập dần làm quen dần Khôi ạ. Mọi thứ cũng phải bắt đầu từ từ. Hồi anh mới đẻ thằng Tùng đấy, xong có thằng Nhu Nhi anh thấy mọi thứ nó bình thường lắm, nhẹ nhàng. Vèo cái là xong. Ở nhà anh là dùng cái bếp điện đấy, bếp ga đấy. Anh là dùng bếp từ em ạ. Vâng, tinh tinh thời gian đã hết ạ. Đi mẹ, đáp án là gì nhỉ? Có ga đấy. Có ga. Bọn em xin đưa đáp án là có đặc điểm chung là nước có ga. Vâng, có ga. Đúng là đội thắng ở nhánh thắng ạ. Có lẽ là những cái kiến thức này chỉ là một cuộc dạo chơi với các anh thôi. Và có ga là một đáp án chính xác. Các anh có thêm 200 điểm ạ. Mảnh ghép của chúng ta là được lật mở ạ. Ga. Vâng. Có ga nhỉ? Có rất là nhiều thông tin đã hiện lên ạ. Mảnh số 2 không có nhiều thông tin đâu. Cứ chọn mảnh số 2 đi Tú ơi. Đội... số 8 chứ. Nha, người ta nói thế là người ta chưa biết bức tranh tổng là gì đâu nha. Cứ để người ta trả lời số 8 nó lộ thông tin đấy là người ta biết đấy, bạn ơi. Nhưng mà anh biết rồi đúng không? Anh biết rồi, chắc chắn anh biết rồi. Ok. Anh Độ không biết đâu, chắc chắn. Trước 2 điểm thôi. Đúng rồi. Vâng. Sẽ là mảnh ghép nào đây ạ? Số 2 ạ. Mảnh số 2. Chúng ta hãy cùng nhau đến với câu hỏi ở mảnh ghép số 2 ạ. Quá trình thu nhận và chuyển hóa năng lượng ánh sáng mặt trời của thực vật được gọi là gì? 30 giây suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Đúng rồi, hấp thụ. Đúng rồi đấy. Nó là hấp thụ luôn em ơi. Tú ơi, sao lại mít thế nào? Nó ngoan không? Nghe vẫn ngoan anh ạ. Thế sao anh chuẩn bị đẻ nhà không? Tháng 6 cũng đặt phòng viết các thứ hết rồi, đặt lịch. Lo chứ, hôm đấy em có hồi hộp không? Ôi bạn hỏi xong trả lời sai mới quê đấy bạn ạ. Sai cái gì? Đáp án nó dễ mà, nó có tên tôi trong đáp án rồi còn gì cơ. Nó là thụ phấn. Nó là hấp thụ. Hấp thụ. À ừ, hấp thụ. Nó là hấp thụ các em ạ. Chính xác. Thụ. Exactly, hấp thụ. Trả lời đi của anh. Đúng rồi, quang hợp hôm nay. Ôi, mẹ, còn cái gì nữa? Vâng, hết giờ ạ. Sao lại quê, sao lại xa lại quê. Trả lời đây, tôi xin trả lời là cùng lắm là quê. Vâng, sai rồi. Quang hợp là một đáp án chính xác. Ui, đội Bố đã giành được 200 điểm ạ. Thụ cái điểm. Vâng, một lúc nãy tôi thấy anh Ben tự tin lắm ạ. Nhưng mà may quá chúng ta đã đưa ra câu trả lời chính xác. Ra rồi đấy anh Độ ơi. Đấy, ra rồi đấy, đáp án rồi đấy. Cái này là bố gắt đi anh biết sao ấy. Anh biết từ nãy rồi, mà. Thế anh trả lời luôn đi. Thế anh Học à? Mình cứ làm thêm câu nhưng nữa mà chị ơi lời. Bây giờ nếu như mà em bấm chuông và em có được dây để thảo luận không? Bấm chuông bấm chuông em phải có 30 giây thảo luận chốt phương án với nhau và chắc chắn bọn em sẽ chốt chứ. Vâng ạ, mỗi đội mà bấm
chuông để quyết định trả lời thì sẽ có hẳn 1 phút để bàn luận rồi đưa ra câu trả lời cơ ạ. À 1 phút à? Vâng. Thực ra nếu có mở thêm tranh 5 với cả tranh 8 thì nó không giải quyết được vấn đề gì em ạ. Nhưng mình thêm được 200 điểm ấy ạ. Rồi bây giờ cứ mở anh thêm phát nữa điểm anh. Không biết rồi. Bây giờ nha, tấm số 5 cũng là băng và tấm số 8 cũng là băng. Số 8 thì nó dễ hơn. Số 8 đi nha. Ừ. Cho anh cứ làm okay. Tôi hồi hộp ạ. Và cho em mở tiếp tấm số 8 đi. Câu hỏi ở mảnh ghép số 8 ạ. Ơ, ghép sao? Ok. Nhắc trời. Ok. Một hộp rồi. Về Mississippi rồi. Hello. Ừ, màu hồng luôn rồi. Anh ơi, chiếu cẩn thận anh nhá. Vâng, tổ kỹ thuật của chương trình tôi sẽ biết đáp án rồi, Quang à. Tôi biết đáp án rồi. Ngay bây giờ ạ. Tôi biết đáp án rồi, Quang à. Biết chưa? Biết rồi, biết rồi. Tổ kỹ thuật hình như vừa chưa cộng điểm cho mình. Bây giờ mình mà không ăn phép này là mình hô luôn. Rồi, có em không? Mình ăn thêm 200 điểm mình trả được gì hết. Vâng, câu hỏi ở bài ghép số 8 như sau ạ. Rất dễ luôn ạ. À dễ. 70% bề mặt trái đất được bao phủ bởi... Ôi trời ơi, dễ ta. Báo ngã nhau lúc 8 đi rồi. Mày thì cô kia, cô kia cũng khó gì khó đâu. Suy nghĩ và trả lời cho anh bắt đầu cái thiết định tám chuyện đi ạ. Ờ thế anh bảo này, cái cuộc đua kỳ thú sắp tới ấy, là có khi là phải một ngày anh em mình vào chọn quần áo, chọn đồ đạc outfit các thứ luôn đấy nhở, đồng bộ màu. Trước một hôm anh ạ. Không, trước một hôm thì nó gần quá thầy ạ. Anh nghĩ anh ơi, hành trình vô chi ạ. Hành trình vô chi mình phải trước 4-5 hôm. Ừ, xong rồi mình chọn xong set up xong hết là hôm nay mình chỉ vào phát là mình thi luôn đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Thì nó sẽ hay thế. Hợp lý ạ. Rồi. Thay đồ trước các thứ anh ạ, chuẩn bị kỹ càng. À, tâm lý thoải mái. Quay phỏng vấn đấy các anh ạ. Thầy ạ, bây giờ trả lời hết ạ. Câu này dễ quá, em mời anh. Ok à, thầy tự tin đấy ạ, thầy trả lời đi. Khổ quá. 70% bề mặt trái đất được bao phủ bởi nước ạ. Các anh trả lời là nước đúng không ạ? Vì vâng. Đội trưởng đã lên tiếng ấy là nước thì tôi xin phép là câu trả lời chưa chính xác ạ. Ôi trời ơi thầy ơi. Anh kêu em trả lời mà. Nó phải là một đáp án chi tiết và chính xác hơn ạ. Và thời gian sẽ để lại cho đội chú Tố ạ. Nó là tên bề mặt trái đất. Bề mặt trái đất nha, gọi là đại dương cũng được. Ha. Biển gọi là đại dương cũng được. Ờ, cũng được. Ờ, đấy, trả lời đi, đội trưởng. Nó hai cái đồng nghĩa, cái nào cũng được. Vâng, đội tôi xin trả lời đáp án là biển. Đấy, đây. Ừ. Vâng, câu trả lời của anh là biển. Biển hay là đại dương ạ, đều sẽ được chấp nhận trong... Yes! Câu trả lời của tôi ạ. Ôi giời. Tôi xin chúc mừng đội chú Tố ạ, rất đáng tiếc ạ. Em tưởng là nước chị. 70% cơ thể người là nước nhưng mà bề mặt trái đất được bao phủ là bởi đại dương, bởi biển. Vâng, rất tiếc ạ. Chúc mừng đội chú Tố đã ghi được thêm cho mình 100 điểm. Nước kia nước biển nó khác chứ bạn. Không sao đâu thầy ơi. Nếu như bọn anh trả lời, bọn anh vẫn trả lời là nước. Đúng. Đúng, không sao cả thầy ạ. Rồi, hiểu rồi. Em không ngờ đấy cả. Anh em mình bấm chuông. Bây giờ xin trả lời luôn Quang. Ờ, sao bấm chuông không được? Từ thảo luận. Không bấm chuông được. Bấm đi Ben. Cứ mới. Vẫn còn một mảnh ghép ạ. Các anh muốn bấm chuông luôn rồi ạ. Đúng, em bấm mai không được. Em bấm luôn. Bấm mai không được này. Bấm luôn. Cứ bọn em mới. Bọn em giơ tay trả lời thật. Không, bọn em bấm không được thật. Đây rồi. Thì mình không bấm được à? Không bấm được. Đội... Bố Ngao đã bấm chuông mặc dù mảnh ghép số 5 vẫn còn đang đóng lại ạ. Em nghĩ bây giờ tôi sẽ tôi sẽ có một cái gợi ý như thế này. Nếu mà bây giờ các anh tiếp tục mở mảnh ghép số 5 thì tôi sau đó tôi sẽ gợi ý cho cả hai đội. Còn nếu bây giờ các anh muốn trả lời luôn cái đáp án cuối cùng thì sẽ không nhận được cái sự gợi ý đấy ạ. Rồi bọn em bấm chuông rồi mà chị. Bọn em không cần. À không cần ạ. Vâng ạ. Vậy thì đội bố Ngao sẽ có 1 phút để bàn luận và đưa ra câu trả lời cuối cùng ạ. Tôi sẽ dành thời gian cho các anh. Trái đất đúng không anh? 1 phút anh... mà sao có 30 giây nhỉ? Không. Anh nghĩ là hiệu ứng nhà kính ấy. Đây là sự nóng lên của trái đất. Băng cực tan ra. Thì anh nghĩ đây là hiệu ứng nhà kính. Nó có sao hỏa này, nó có nhà kính này. Có khí quyển này, có ga này. Đúng. Có quang hợp này, có đúng. Biển này. Đúng. Thế là hiệu ứng nhà kính nó có làm tan băng các thứ không anh? Đúng, có. Làm trái đất nóng lên đấy. Làm băng hay cực tan ra, nước biển dâng lên. Mật độ của đất nó sẽ giảm đi. Nhiều thành phố sẽ chìm dưới đáy biển. Kỹ càng ạ.
thực ra đáp án của chúng tôi không dài đến thế đâu ạ. Tôi thấy anh thấy không? Thế kìa chị MC. Chị MC uống cà phê rồi. Chị bảo là không gợi ý mà. Sao mà không gợi ý mà? Đâu, thế thì nó sẽ là thế thì Khôi nó sẽ là ui El Nino. Thay đổi khí hậu, biến đổi khí hậu. Ừ, đúng. Đúng 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 đúng. Đấy, nó chỉ một trong hai đấy thôi. Sao bên mình bắm chung không được ta? El Nino à? Thì bên kia đang bấm chung nên sẽ một là El Nino, hai là hiểu nhờ kính. Thì anh nghĩ chắc là El Nino. El Nino anh ạ. Ừ. Nhưng mà cái tiếng Việt của nó gì vậy anh nhỉ? Không, nó chỉ gọi là El Nino thôi. Nó biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu. Ừ. Biến đổi khí hậu liên quan đến có ga chứ. Thì không, nó là những hình thức có thể mình không dành cho các anh đã hết ạ. Dạ. Thôi thì vâng, hãy mà... chốt câu trả lời ạ. Nếu như mà sai thì thôi đúng không? Còn nếu như mà bên kia mà trả lời đúng thì ừ, bên kia ngang điểm mình thì mình lại chơi mẹ mình, kiến thức mình đầy mình chạy đéo gì đúng không? Vòng sau mình đặt lại đúng không? Và em trả lời là El Nino. Vâng, El Nino rất tiếc ạ. Không phải là một đáp án chính xác ạ. Ồ, bài nghe tôi. Tôi đã rất muốn gợi sao ý cho các anh nhưng mà các anh không lựa chọn là mở bài nghe số 5. Bây giờ họ bị loại rồi. Họ bị loại anh đã mất quyền tham gia vòng chơi này. Bây giờ mình mở nốt số 5 đi. Điểm đội, nữa, điểm. Vâng, đội chủ tố vẫn có quyền chọn mảnh ghép số 5 dạ, để chị mở cho mảnh ghép số 5. Vâng, cùng nhau đến với câu hỏi ở mảnh ghép số 5 ạ. Câu hỏi như sau, đây là tên thiết bị quan trọng để ngăn ngừa hỏa hoạn mà gia đình nào cũng cần phải có ạ. Cứu hỏa. Ai trả lời bắt đúng đầu rồi. Ạ. Đúng rồi. Ben. Bạn em xin chào. Hả? Bạn là thi cuộc đua kỳ thú với ai đây? Mình còn 30 giây cơ mà. À, thi đấu với ở tôi xin nhắc lại không có cuộc đua kỳ thú chứ hành trình vô tri đâu. Hành trình vô tri với ai đây? Bạn mình chơi với lại bạn tên Nghiện hay sao á? À nhầm tên Bông Mai nhầm quên. Thú với ai? Thú với ai cơ? Em thi với cả à nhỉ Phát à? Ờ. Ui, đội mày mạnh đấy. Mạnh đâu, Phát địch đấy, đội vô địch mạnh sức mạnh. Mạnh này đấy thi đúng không? Ừ. Ôi trả lời đi. Vâng ạ, hãy đưa ra câu trả lời ạ. Em xin trả lời là bình cứu hỏa. Vâng, rất dễ dàng mang về cho đội mình thêm 200 điểm ạ. Bình cứu hỏa, bình chữa cháy là một thiết bị phòng cháy chữa cháy được sử dụng để dập tắt hoặc kiểm soát các đám cháy nhỏ ạ. Câu trả lời của đội anh chính xác ạ. Và chúng ta chữa lửa ta. Nhau mở mảnh ghép số 5. Và chúng ta mở hết tất cả các mảnh ghép thì tôi sẽ đưa ra một gợi ý. Dạ. Gợi ý về bức tranh tổng ạ. Nó là một đáp án ngắn chỉ gồm 3 ký tự thôi ạ. 3 ký tự. 3 chữ cái. Ô. Tự dưng lại thành khó. Khó mà. Trời ơi. Mấy phút ạ? Mấy phút được nữa ạ? Em biết. Em biết rồi. Em biết rồi. Anh đéo biết. Vâng. Và xin mời các anh suy nghĩ để đưa ra câu trả lời ạ. Một phút của các anh vẫn đang tiếp tục ạ. Hãy bàn. Cấy băng hà. Ba ký tự cơ mà. Ba ký tự. Cấy băng hà đó. Đấy là ba từ ạ. Ba ký tự á. Ba chữ cái á. Ba ký tự. Là gì nhỉ? Cái gì ta? Em biết rồi. Ga vậy. Lửa. Hóa. Nó có liên quan đến tất cả những gì mà các anh vừa trả lời ạ. Còn những cái gì nhỉ Tú? Nhắc lại em nào. Sao hỏa, nhà kính, bầu khí quyển, có ga, quang hợp, nước, bình cứu hỏa. Đại dương ạ. À ừ, đại dương nữa. Đại dương, quang hợp, sao hỏa. Bình cứu hỏa. Qua nhà cái thở kính thở này. Có ga. Ấy. Anh nghĩ một câu đơn giản như này thôi. À không nhưng mà nói thử lửa mà. Lửa ba từ. Em đang nghĩ là lửa. Lửa. Ừ. Lửa đi mẹ, trên hình có lửa rồi thì đoán lửa luôn thì dễ thế. Chiều tượng mà anh, bức tranh chiều tượng mà. Trong câu hỏi tao có từ lửa ai tao gợi ý thế. Hay là khí, khí. Đấy, câu nào cũng giống câu kiểu thế cái nhà làm bằng kính làm bằng gì đâu. Đúng rồi. Thỉnh thoảng bớ được câu thế thôi. Khí ơi, người ta không trả lời kìa chị. Vâng ạ. Xin mời các anh đưa ra câu thôi, trả lời ạ. Trả lời đi Tú. Khí. Hay là lửa. Một trong hai. Tại 50 là 10 à? Nhưng mà đáp án thì sai hết. Sao hỏa này. Bật cứu hỏa này.
Nhưng vẫn không trả lời. Oxy trả lời là Oxy. À, ờ đúng Oxy. Oxy ạ. Ui, học mình đấy. Ui, giật mình luôn. Oxy đúng là có 3 ký tự. Ui. Ê. Nhưng nó đã rất gần với đáp án của chương trình rồi ạ. Âu dọn. Rất tiếc, đây không phải là một câu trả lời đúng. Các anh làm là khí đúng chị. Đi mất thôi ạ. Khí nhưng mà là khí gì ạ anh Khôi? Khí CO2. Khí CO2. CO2 à? Chính xác ạ. Ôi 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 ôi. Tại sao chúng ta lại không đưa ra được cái câu trả lời này ạ? Tại sao lại là oxy ạ? Ú để cái chữ gần nó có 3 ký tự. Sao hỏa. Tại vì oxy thở được, CO2 không thở được chị ạ. Quang hợp chị ạ. Vâng, quang hợp ạ. Thì CO2, vâng, đáp án của chương trình là CO2 carbon dioxide. Ôi hay 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 hay. Em cứ tưởng là bố gắt đi ấy chứ. Vâng, các anh có biết là tại sao hôm nay chương trình lại lựa chọn cái bức tranh là CO2 không ạ? À? Em không biết ạ. Không biết ạ. Thì giải thích được vâng không? Chắc đến ngày trái đất rồi chị. Vâng, bây giờ thì thời tiết cũng đã bắt đầu nóng lên ạ. Mùa hè và cái nhu cầu sử dụng điện cũng như là sử dụng những cái thiết bị làm mát của chúng ta càng ngày càng tăng cao. Và nó đã thải ra môi trường rất là nhiều những cái khí độc hại, khí nhà kính và tạo nên phần nào đấy làm cho trái đất nóng lên ạ. Và đây là một thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến mọi người. CO2 hay là carbon dioxide là một chất ảnh hưởng rất nhiều đến sự nóng lên của trái đất. Và hy vọng là mọi người có thể phần nào mỗi ngày giảm thiểu cái sử dụng điện của mình vào những thời cao điểm để có thể bảo vệ môi trường, đóng góp một phần nhỏ của bản thân mình ạ. Em tắt máy lạnh luôn rồi chị ơi. Em tắt điều hòa rồi chị. Tắt điều hòa đi. Tắt điều hòa đi em. Vâng ạ. Bảo vệ trái đất, bảo vệ môi trường. Vâng, tôi xin gửi đến mọi người một vài những cái hiểu biết hay là những cái kiến thức về cái khí CO2 này ạ. Khí CO2 thì đóng vai trò quan trọng trong quá trình của quang hợp cây xanh ạ. Sử dụng trong bình chữa cháy, giúp chữa cháy hiệu quả. Đối với việc nuôi trồng trong nhà kính thì khí CO2 làm cho nhiệt độ không gian bên trong tăng lên khi mặt trời chiếu vào. Và nhờ sức ấm này mà cây sẽ phát triển tốt hơn. Ngoài ra thì có một cái câu mà các anh không trả lời được ạ. Đấy là câu mà sử dụng trong khói sân khấu ạ. Đáp án của chúng ta là nguyên liệu chính được dùng cho máy tạo sương mù tại sân khấu được gọi là băng khô. Hay còn gọi là đá khô ạ. Ui, đấy. Đá khô. Ủa, là em gọi là đã làm đâu mà. Nó làm từ nitơ lỏng đúng không chị? Ừ dạ. Đá khô. Vâng, đây là các tạo nên từ hỗn hợp khí CO2 ạ. Anh vẫn cứ giữ tinh dầu cái gì vậy? Anh thế câu chuyện của anh là bị lừa rồi. Em chị thông cảm với em cái em sống bảo thủ từ nhỏ. Chị nói tiếp đi. Vâng, đấy là một vài những cái kiến thức mà mang đến cho các anh ạ và muốn gửi đến thông điệp cho mọi người về việc bảo vệ môi trường ạ. Hy vọng là mỗi người chúng ta sẽ đóng góp một phần nhỏ của bản thân mình ạ vào cái công cuộc chung này và làm cho nhiệt độ của trái đất giảm được phần nào ạ. Chị ơi, giúp cho em hỏi, ngày xưa là người ta dùng gì để người ta ủ đồ ăn hả? Hơi khô hả chị? À đây, cái câu đấy là cả lúc nãy là tôi cũng chưa ra đưa ra đáp án cho các anh đúng không ạ? Đúng ạ. Từ thời xa xưa thì phương pháp kéo dài thời gian kể từ khi chuẩn bị thực phẩm cho đến khi ăn được ạ thì được gọi là hấp, đúng không? Ồ. Để được gọi là phương pháp đông lạnh ạ. Ê, giời ơi. Đông lạnh. Rất là dễ ạ. Trời ơi. Ồ, thế lúc đầu mình bảo đông lạnh là đúng mà nhỉ? Thế ngày xưa là người ta không hiểu sao lại không trả lời ạ. Rất tiếc ạ. Tại sao mình lại đổi nhanh nhỉ? Ngày xưa mình người ta lấy đá đâu ra kìa. Được, người ta có thể bảo quản ngũ cốc và thực phẩm có trong các căn nhà và người ta sử dụng cái lạnh của mùa đông ạ để mà chữ những cái thực phẩm đấy ạ. Thế dùng mà mùa đó mùa hè sao chị? Câu này không hợp lý chị, tại vì nó tùy từng vùng miền nhá. Ví dụ ở Đình Thôn là dùng hấp để bảo quản đấy chị. Mang em uống muối chị buồn cười rồi. Đúng rồi. Không thực tế. Đây là cái lỗi của tôi không biết ở Đình Thôn là người ta lại sử dụng phương pháp đó ạ. Tôi sẽ tìm hiểu nhiều hơn đến từng vùng của các anh ạ. Chị thấy bổ ích không? Vâng. Rất là bổ ích ạ. Cảm ơn anh rất nhiều. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với vòng thi tiếp theo ạ. Một vòng thi đối kháng ạ. Hiện tại số điểm của hai đội như sau ạ. Đội Bố Ngao có cho mình 3.400 điểm và đội Chú Tố dành cho mình 2.500 điểm ạ.
khoảng cách chỉ là 900 điểm mà thôi. Nhiều thế nhở? Nhưng mà anh đã không chơi được bạn ạ. Nhất thì tuần trước không chơi được. Mạng tôi lag ra hình chậm lắm. Tuần trước cuộc thi của chúng ta đã có một luật mới, đấy là nếu mà trả lời bấm chuông mà trả lời sai ạ thì sẽ bị trừ điểm. Và tuần trước các đội chơi là trừ điểm rất là nhiều luôn ạ. Đúng, thế đúng, nên đúng, là đúng. Cơ hội để san bằng tỷ số là rất cao. À, mình cũng phải có chiến thuật anh ạ. Ừ. Ê, thôi không bấm bừa nữa. Đúng. Vâng, ở vòng thi thứ 3 này thì là vòng thi mang tên đuổi hình bắt chữ ạ. Vòng thi này thì mỗi đội sẽ lần lượt cử ra một người chơi lên đối đầu. Mỗi cặp chơi sẽ đứng trước 10 câu hỏi tương đương với 10 hình ảnh. Các bạn sẽ bấm chuông để giành quyền trả lời. Ai trả lời đúng sẽ mang về cho đội của mình 100 điểm ạ. Nếu mà trả lời sai thì sẽ bị trừ đi 100 điểm. Vâng. Và sẽ là cặp đấu nào đây ạ? Hai đội hãy cử các thành viên lên tham gia. Thôi mình lại chơi theo thứ tự ngược lại đi nhỉ. Ok anh ơi. Thầy là thầy trước anh. Em. Công nghệ hấp đỉnh thôn. Ăn đứt lên kia ngay. Hai đấu thầy. Bét đủ muối lên. Bét gà bét chơi đấy. Thầy dễ nha anh ơi. Bố Ngao đối đầu với anh Ben ạ. Mẹ nhá tao luôn đi. Rất là đáng ngờ một đội chủ tố ạ. Tao sợ mày quá. Kinh kinh kinh. Và anh hãy lưu ý là bấm chuông trả lời sai sẽ bị trừ điểm, trả lời đúng được cộng điểm ạ. Thế nên cân nhắc thật kỹ ạ. Ok. Vâng. À, tuần trước đã có đội bị trừ tận 2.000 điểm đấy ạ. Đội tam giác là gì? Vâng ạ. Lúc đầu thì rất cao nhưng mà lúc đi về là chỉ còn 1.900 điểm thôi ạ. Đội trưởng ơi, đội trưởng. Hả? Tôi được phép sai 25 lần đúng không? Ừ, không biết thì thôi. Không sao. Để cứ vào là nó bấm. Vâng, hai anh đã để tay vào chuông và đã sẵn sàng chưa? Tôi ạ. Tôi ạ. Vâng. Thầy bình tĩnh nha thầy nhá, bình tĩnh thôi. Ok anh ơi. Chúng ta hãy cùng nhau đến với 10 hình ảnh. Thời gian cho các anh bắt đầu ạ. Hình ảnh đầu tiên. Đây là giải đấu gì? Ui, chậm quá, không thấy gì hết. Ui, thấy. Ủa, em. Ủa, em, thấy đang, kia. Em đang xì. Xì, em đang xì. Em đang xì. Từ từ chị ơi. Bao. Vâng. Bao đi ạ. Tạm dừng ạ. Thầy không biết anh ạ. À, được rồi, được rồi chị ơi. Được chưa? Ok ạ, chậm thế á. À, vâng, xin mời anh Ben ạ. Giải Tour de France đua xe đạp. Yes. Đúng. Vâng. Giải Tour de France ạ, nó hiện luôn trên hình ạ. Rất dễ ạ, hay còn gọi là Le Tour de dịch sang tiếng Việt là vòng quanh nước Pháp hay là vòng đua nước Pháp, là một trong những giải đua xe đạp nổi tiếng. Ôi, giải này không biết anh ơi. Nhất thế giới. Ôi trời ơi. Thầy chỉ biết giải khác thôi thầy ạ. Và anh Ben đã giành về cho đội của mình 100 điểm ạ. Ôi nhưng sao thằng Ben chậm thế? Câu hỏi tiếp theo ạ. Em nhắc lắm. Em bị phát là phải báo luôn nhá. Dạ. Câu hỏi tiếp theo, đây là ai? Đang xì luôn á. Sao thế à? Chưa? Bạn ơi. Tôi cũng không biết bạn ạ. À. Ông này sáng chế ra mới sáng sáng là một nhà hóa học ạ. Kìa. Trời ơi thầy ơi. Bấm bét. Thầy. Vâng, thời gian hết ạ. Trời ơi. Vâng, rất đáng tiếc. Câu đây khó, là không biết Alfred Nobel ạ. Ui, Nobel. Ông Nobel. Người phát minh ra thủ và là 1 triệu phú người Thụy Điển ạ. À. Ông đã dùng toàn bộ tài sản của mình nhằm sáng lập ra giải thưởng Nobel ạ. Uầy. Ôi kìa. Mới xem những thói quen kỳ lạ của 7 thiên tài xong. Rồi ơi, quên mất. Uầy. Vâng. Nhiều đây là chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi tiếp theo. Đây là chương trình gì? Đánh xì. Ủa, đúng tủ thầy luôn. Ben ơi. Thầy ơi. Thầy không biết. Thầy. Đúng tủ thầy luôn, thề dễ cực. Thầy ơi. Kìa thầy. Lên trên màn hình kìa. Game show gì thầy? Đây là một game show về vận động thể thao và rèn luyện sức khỏe. Trên màn hình kìa. Trên màn hình có tên kìa. Trời ơi. Không biết gì rồi. Nó xem. Rất đáng tiếc. Nó xem bao giờ. Người đi xuyên tường. Đúng rồi ạ. Chương trình người đi xuyên tường ạ. Trong ảnh còn có tên ạ. Trời ơi, cái này phải ngày xưa, hôm nay phải xem thử cái này mới được. Mọi người có phóng to được cái màn hình của chúng ta lên không ạ? Ngày xưa tôi chỉ xem được, ngày xưa là em chỉ xem được Nhật Mỹ thôi, em muốn xem cái này. Thì bấm cái camera 2 nó mới to lên được. Ôi, ôi, đây chơi là một trò chơi truyền hình do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với công ty Vietba Media sản xuất ạ. Rất là đáng tiếc.
Câu hỏi tiếp theo ạ. Hãy phóng to hình ảnh lên các anh nhé. Dạ. Cái gì còn thiếu trong bức hình sau? Không thấy gì hết. Ô, hình như ủa, là... bé ơi, dễ cực. Dễ. Không khó đâu. À, vâng, xin mời anh Onip ạ. À, thiếu con rắn đúng không chị ạ? Ồ kìa. Chính xác ạ, đó là con rắn trong logo của Vietcom Hà Nội. Ồ kìa, thầy đỉnh. Không phải, anh ấy kìa là thầy đỉnh dã man thề. Thầy 10 điểm. Thực sự luôn ấy. Má, giả bởi đứa thiếu chữ Unip chứ. Anh con chim à? Anh tưởng thiếu chữ Unip cô chứ. Em tưởng thiếu chữ cơ. Không, không. Em nhớ cái hình Vietcom Hà Nội kìa. À thế à? Vâng, đội bố Ngao đã giành thêm 100 điểm ạ. Wow. Anh rất thận trọng ạ, tôi chưa thấy đội nào bị trừ điểm. Thầy đỉnh ấy. Đây, 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 thầy à, thầy 10 điểm. Thầy mẹ, vâng, câu hỏi tiếp theo ạ. Đây là gì? Chẳng muốn không thấy gì. Anh đã thấy chưa anh Ben? Đã thấy rồi ạ. Đây là gì? Đây là gì ạ? Là gì thầy? Chắc là đại nhá. Vâng, xin mời anh Ben ạ. Đây có phải tạo người Viking không ạ? Đúng rồi. Vâng, chính xác ạ. Đây là thảo nguyên của người Viking ạ. Em cũng nghĩ nó đơn giản thế. Thầy Ben ơi, em nghĩ là gì? Xuất sắc. Không sao thầy ơi, không sao thầy ơi. Thầy chắc là nghĩ là tàu lao anh thôi à. Thầy cứ đá đều thầy chứ. Câu này sẽ là một câu rất dễ ạ. Các anh hãy để tay vào chuông và bấm thật nhanh nhá. Em khóc ra hình chậm lắm nha. Em cũng lót chậm lắm mà. Ờ, thế thì là bằng nhau ạ. Thế thì hoàn là ai chả vui gì nữa. Chơi vui thôi, thầy chơi hết thế. Bả lùng. Như nhau thì là như nhau, còn muốn như nào nữa hả? Câu hỏi tiếp theo. Đây là ai? Ai? Đâu? Ôi dồi ôi. Không thấy không kìa. Thầy đâu biết đâu mà, thầy đâu biết đâu mà. Xin mời anh Onip ạ. Đố là anh biết. Cái này là... tay sơn gì? Anh bị trừ 100 điểm ạ, thời gian tiếp tục ạ. Bấm đi. Vâng, xin mời anh Ben ạ. Đây là huyền thoại Muhammad Ali. Vâng, 100 điểm dành cho anh Ben, rất dễ ạ. Là một thầy mai tay sơn này, ta biết rồi. Nhà hoạt động xã hội nghề nghiệp. Thời trẻ của ông ấy. Nhưng mà thầy trả lời là tay sơn gì là cũng sai mà. À, tôi có một chút nhầm, đấy là mỗi câu trả lời đúng thì sẽ được cộng 200 điểm ạ. Ồ. Vâng. Ồ. Đúng đúng mà, cộng 200. Trời đấy nha, trời đấy nha, các em nha. Cộng cho bọn em đấy, cộng cho bọn em đấy. Rồi. Câu hỏi tiếp sau ạ. Câu này cũng rất dễ các anh nhá. Đây là đâu? Đâu, đâu là đây? Ui, dễ. Ui, thầy. Thầy ơi. Vừa rôn quýt xong, vừa rôn quýt xong. Số quýt 4. Thầy có xem đâu anh? Thầy có xem đâu? Lộc. Đây là một biểu tượng vô cùng nổi tiếng của nước Pháp ạ. Lộc. Tên tiếng Anh không sao, không biết không sao, không biết học tiếng Việt đây. Không ai có câu trả lời ạ. Vâng, đây là Khải Hoàn Môn. Khải Hoàn Môn là một trong những biểu tượng lịch sử nổi tiếng của nước Pháp ạ. Nằm ở nước Pháp nhưng mà em không biết tên. Đại lộ Champs-Élysées ạ. Vâng, câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi này cũng là một hình ảnh vô cùng quen thuộc ạ. Hình ra chẳng quá. Loại búp bê này có tên là gì ạ? Đâu? Thầy ơi! Thầy ơi! Thầy ơi! Tên à? Vâng, xin mời anh Ben. Hình như... lật đật đúng không? Không phải. Lật đật chưa chính xác ạ. Anh mất 100 điểm ạ. Không sao. Thầy không biết đâu Ben này. Ok. Thầy biết rồi, câu này khó, xin kẹp đẹp, thầy ơi. Vâng, xin mời anh Ben. Búp bê nhà. Cái gì? Anh nói nhỏ là một chút ạ, tôi. Búp bê nhà đúng mà. Búp bê nhà. Có tên của nó mà. Búp bê nhà hay còn gọi là búp bê babushka. Ok. Câu trả lời này được chấp nhận và anh được cộng 200 điểm ạ. Không, bình thường là búp bê kia chứ không búp bê nhà bao giờ. Mày bảo mẹ không tao đây. Ôi, em tưởng là phải nói tên chứ nói búp bê Nga không. Vâng. Thì... ừ, em tưởng tên là Ca Chiu Sa cơ. Ca Chiu Sa. Nếu mà là anh thôi thì anh sẽ trả lời là tên của búp bê này là gì ạ? Đấy, chị vừa nói đấy, chị vừa nói luôn đấy. Ôi giời ơi. Anh nhắc lại đây, anh không nhớ đúng không? Thì đấy. Búp bê này còn có tên là Machioska nữa. Đúng rồi, Machioska. Đúng. Nhớ làm sao được. Vâng, câu hỏi tiếp theo ạ.
liên quan đến chủ đề âm nhạc ạ. Ui, ui Ben, sở trường. Âm nhạc một bụng. Và là một, không phải là nhạc Việt đâu anh Ben ạ. Ui, học ra đúng thủ, đúng thủ Ben rồi. Câu hỏi như sau, đây là MV ca nhạc nào? Thầy không biết đâu Ben ơi, cứ bình tĩnh. Ui, ui thầy ơi, suốt ngày nó quảng cáo luôn. Vâng, chắc chắn thầy không biết tên. Thầy Onip ạ. Cho em mấy giây để suy nghĩ cái này là... Sao anh lại bấm chuông ạ? Ba. Ui, dễ mà thầy. Hai. Một. Hết chị ơi. Anh mất 100 điểm. Cứ bình tĩnh nhá, Ben nhớ tên cho chính xác nhá. Không biết thôi nhá, không biết thôi nhá. Vâng, xin mời anh Ben. Đây là Rick Roll đúng không chị? À, tên MV ca nhạc ạ. Thế thì chịu. Trời ơi. Để anh mất 100 điểm ạ. Đi bẻ đau một. Hỏi, mất 100 điểm để hỏi một câu. Đây không phải ông Rick Roll không? Đúng là Rick Roll ạ. Ủa, em tưởng đáp án đi đúng rồi chị. Nó ra vẫn không phải à? Tên của MV mà. Tên MV ạ. À, thế thì không biết thật. À, thế ạ. Tưởng là Rick Roll. Vâng, Rick Roll thì chính xác ạ. Nhưng mà đây là MV Never Gonna Give You Up. Ui trời ơi, cái gì? Cái này nó hay chế đấy. Vâng, đúng ạ, là Rick Rolling hay còn gọi là Rick Roll là một trò đùa và một meme rất nổi tiếng trên mạng xã hội Internet được ra đời vào năm 2006 ạ. Câu hỏi tiếp theo và là câu hỏi cuối cùng trong gói gọi đầu tiên ạ. Sắp sang băng rồi. Và đây cũng là một câu hỏi theo tôi là chỉ cần một khoảnh khắc là đã bấm chuông được rồi ạ. Nhưng mà hình em đó chậm, chị không cảm. Hai người đều chậm bằng nhau, anh yên tâm, tôi cũng thấy chậm ạ. Dạ vâng. Câu hỏi cuối cùng trong gói đầu tiên như sau. Đây là ai? Ui dồi ôi. Ui dồi ôi, thầy ơi. Trời ơi. Thầy không nhớ tên đâu, Ben ơi, yên tâm. Jack Sparrow ạ. Đúng rồi. Vâng, thầy lại nhớ ạ. Thầy mình còn chưa lót hình nữa. Jack Sparrow. Cái vậy? Là một chương cấu và là phim cướp biển vùng Caribbean. Hay thế, hay. Next Sparrow. Đấy à, để giành chiến thắng thì chúng ta nên nâng cấp gói mạng anh Ben ạ. Vâng. Em còn chưa lót hình cơ ấy. Cái gì? Vâng, một vòng thi vô cùng gay cấn ạ. Và số điểm hiện tại của hai đội là 3.600 điểm và 3.100 điểm. Khoảng cách đang được rút ngắn ạ. Chúc mừng hai đội. Cố lên nào anh ơi. Ui, các em ơi, đi bạn cẩn thận trôi đấy các em ạ. Trông có vẻ sát sàn sàn lắm rồi. Bây giờ sẽ đến chết đấy. Thôi biết thì mình trả lời thôi anh ạ. Quá. Không thì thôi anh ơi. Thôi để em đi. Nhưng mà tao bảo nhá, để tao đi luôn. Nhưng mà nãy giờ hơi khó nha, tao mà chốc thì thông cảm nhá. Tao chỉ vui mà. Vui biết thì vui thôi anh ơi, có gì đâu. Ok á. Biết thì hạng ấn thôi anh. Ok, biết thì hạng ấn nhá. Lên đi anh, lên đi. Rồi, ok. Vâng. Hãy trả lời khi mình có đáp án ạ. Chúng ta sẽ cùng chơi nhau đi. Đến với 10 hình ảnh của gói câu hỏi thứ hai ạ. Hai anh sẵn sàng chưa? Bình tĩnh, sẵn sàng. Sẵn sàng ạ. Đây để vào chuông ạ. Câu hỏi đầu tiên sẽ khởi động bằng một câu hỏi rất dễ. Đây là bộ môn thể thao nào? Dạy thôi. Ủa sao đen gì mà dám bắn trong thế? Futsal ạ. Vâng. Chính xác ạ, là bóng đá quá hay rồi. Tập trung với Tuấn. Đấu nhanh đấy. Nhanh đâu, tao bấm trước lúc hình chưa ra tại tao tự tin là thể thao hiểu không? Không luôn, tao chưa thấy đâu. Trước lúc hình thì tôi lại thấy nó hiện rồi, anh mới bấm. Hiện rồi. Nên là mọi người hãy nhớ là hãy bấm khi hình hiện rồi mọi người nhá. Nếu mà anh mà confirm là anh bấm trước khi hình hiện là tôi sẽ trừ điểm đấy ạ. À dạ vâng rồi. Chị ơi, anh mới confirm cho. Đúng rồi, hiện giờ tôi mới bấm. Đúng. Anh nhưng mà nói xong quá chị. Anh là tôi nhìn thấy hiện rồi. Tôi vừa nghe hiện ông trọng tài, hiện ông trọng tài rồi. Ok. Bên em chưa hiện chị ạ. Vâng, câu hỏi tiếp theo ạ. Tòa nhà này có tên là gì? Anh xì. Ui. Tòa này gì? Tên là gì? Tòa này ở Ý á? Không phải đâu, tòa này ở châu Á. Đâu? Tao nghe nó kêu Ý. Không phải. Tòa này ở Dubai mà anh. Tù ơi, đơn giản thôi, bấm. Không biết mà bấm đi. Ui. Cái gì có phải đây là Empire State ạ. Được xem là một trong những kỳ quan thế giới mới ạ. Đây là một tòa nhà ở Mỹ ạ. Đấy. Ui giời. Ở Mỹ mà. Ủa em tưởng là lại mất tâm. Vâng. Câu hỏi tiếp theo ạ. Câu hỏi này cũng là một câu hỏi hơi khó một chút nếu không biết. Ok.
Em thích khó. Thế thì là không biết đâu. Thế là sở trường của anh đấy ạ. Đúng rồi, sở trường những em. Những samurai không còn chủ tướng trong thời kỳ phong kiến ở Nhật Bản được gọi là gì ạ? Không rõ. Úi dồi ôi. Ơ, đây là gì nhỉ? Dừng lại, nhầm ạ. Vâng, tôi đọc lại câu hỏi ạ. Những samurai không còn chủ tướng trong thời kỳ phong kiến ở Nhật Bản được gọi là gì? Hả? Hả? Dạ. Hình đâu chị? Hình đâu chị? Thế là không có hình vâng. À? À, có hình ạ, nhưng mà phần kỹ thuật là đang hơi có một chút nhầm lẫn ạ. Chị có thể gọi gì ta? Thế tôi đọc lại cái câu hỏi một lần nữa cho các anh ngẫm câu hỏi nhé. Những samurai không còn chủ tướng trong thời kỳ phong kiến ở Nhật Bản được gọi là gì? Cái gì? Trời, mẹ câu dễ. Tú đã xem phim The Last Samurai hay là Tú xem 47 Ronin chưa? Tú phải xem những phim đấy, Tú mới hiểu câu trả lời là gì. Chưa, anh biết à? Anh xem rồi đúng không? Anh trả lời anh đi xem à? Hết rồi nhưng anh quên mẹ rồi. Ok. Ôi, dạ. Em đã xem đâu biết. Tú, đơn giản thôi. Như anh vừa nói đáp án đấy. Như anh vừa nói đáp án đấy. Chúng ta đấy ạ. Độ. Để cho anh Độ bấm lên anh gọi Ronin trả lời anh ơi. Ừ, khi nào đấy thôi. Vâng, xin mời anh Moi ạ. Hay gọi là Ronin. Ok, xong thời gian đứng im Ronin, rồi. Ronin. Ronin là một câu trả lời chính xác. Ôi, anh đúng rồi. Vâng, 200 điểm. Em đã bảo anh đọc luôn đã bán ra mà. Ừ, hợp lý. Diễn viên Keanu Reeves là một trong vai cai là của bộ phim 47 Ronin đấy ạ. Hay anh đọc tên phim mà tôi lại còn tưởng anh không đưa ra câu trả lời thì thật là đáng tiếc. Phim này em xem đi xem lại 7 lần rồi chị. Em như phim này con nhớ đóng không ạ? Đúng rồi. Đây là Canu đóng đúng không? Vâng ạ. Diễn viên của chúng ta đang ở trên màn hình đấy. Anh Ben có nhìn thấy hình ảnh không ạ? À em thấy sao á? Xin lỗi. À vâng. Vâng, câu hỏi tiếp theo ạ. Một câu hỏi rất dễ. Bảo tàng này có tên là gì? Ui, vừa thấy hình rồi mà không biết. Một bảo tàng rất nổi tiếng ạ. Tôi tiếp tục gợi ý cho các anh ạ. Đây là một bảo tàng ở Pháp ạ. Ui, Pháp ạ? Bảo tàng Mbappé. Bảo tàng Mbappé sao đúng không? Xanh như lâu rồi. Lưu giữ rất là nhiều những cái tác phẩm nổi tiếng ạ. Mbappé. Đây là bảo tàng Louvre ạ. Viện bảo tàng Louvre là một viện bảo tàng nghệ thuật và di tích lịch sử tại Paris, Pháp ạ. Ôi chị ơi, đọc thôi cũng khó nữa chị nhớ. Thật, đọc thôi khó rồi. Lý cái gì? Louvre. Louvre. Vâng, đọc là Louvre. Vâng. Louvre. Đúng rồi, gọi kiểu vậy đấy ạ. Vâng, và bây giờ sẽ là câu hỏi tiếp theo ạ. Câu hỏi tiếp theo như sau. Đây là gì? Hả? Cái gì đấy? Cái gì đây? Hả? Sao mở nhỉ? Liên quan đến một thế vận hội. À? Ô! Cái vận hội đúng. Chịu. Vâng, thời gian đã hết ạ. Mọi người có vẻ rất là cẩn trọng, không vội vàng đưa ra những đáp án để tránh bị trừ điểm ạ. Vâng, đây là tháp đuốc Olympic Rio 2016. Trời ơi, Tú! Thế vận hội là chỉ có Olympic đó. Nhưng mà phải Olympic vâng, không biết được được đánh giá nhờ năng lượng gió và sẽ cháy trong suốt thời gian diễn ra Olympic. Làm wow, sao mà nhớ được hả Ben? Có người cầm cái đèn chạy đúng không ạ? Nhớ bằng mắt đúng. Vâng, câu hỏi tiếp theo ạ. Đây là một câu hỏi liên quan đến lĩnh vực thể thao ạ. Ui dồi, bấm luôn này. Vâng, câu hỏi như chị sau. Chị ơi, mau bấm trước. Đây là ai? Anh mau vâng, bấm xin mời em biết này. Sarapova. Chính xác ạ, Maria Sarapova. Cô là một tay vợt từng xếp số 1 thế giới trên bảng xếp hạng WTA tổng Maria cộng 21 tuần ạ. Biết thấy mạnh Tú rồi, toàn xem gái thề. Sao biết vậy? Người đam mê thể thao ạ. Ông quân vợt hay mà. Xem không, em chỉ biết chị em nhà William thôi. Và đây cũng chị em nhà William cũng là một những tay vợt rất là nổi tiếng thế giới ạ. Vâng. Bây giờ sẽ là câu hỏi tiếp theo ạ. Đây sẽ liên quan đến lĩnh vực động vật ạ. Ui giời, bấm luôn này. Vâng. Tên của chú rồng này là gì ạ? Ui đéo biết. Quên con mẹ tên rồi thề.
Sao từ trên Dragon con này tên là gì nhỉ? Không biết. Vâng. Đừng gọi nữa. Con này tên là gì nhỉ? Rống, 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 rống là gì? À. Vâng, bé rồi. Con này là con sún. Sún răng, sún răng. Đúng 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 đúng. Tổng tộc tộc mà đúng không? Không, tên của nó là được ạ. Đúng rồi, tên nó là sún răng, đúng rồi. Vâng, hay là răng sún đều được chấp nhận. Đúng 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 đúng. Ủa chị ơi, em xem phim này 7 lần rồi. Dụng răng cái đéo gì? Câu này tôi đéo biết. Không biết tôi, có sao đâu. Đây, Puri ạ. Hèn 10 đi ạ. Đéo này tôi đéo biết, cái cài được. Ta chưa xem rồi. Đúng có toàn xem gái ok. Dùng ạ. À, thuộc chủng Nyferi ạ, loài rồng có tốc độ bay siêu siêu nhanh và thông minh nhất thế giới ạ. Đây là loài rồng xuất hiện trong loạt phim Bí kíp luyện rồng ạ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ủa, phim này chưa xem luôn. Rất là ước mơ. Phim hay lắm anh Cùi ơi. Ta có thể có những con rồng phim này chưa xem á. Bay bay ạ. Chưa xem. Hay vãi lùn đấy thề. Con này mẹ nó là rồng Namek đấy. Thôi, tiếp chị ạ. Rồng Namek ạ. Bố là rồng trái đất à? Cái này mới á. Câu hỏi tiếp theo ạ, rất dễ liên quan đến lĩnh vực thể thao ạ. Ui, lại bấm luôn này, bấm luôn này, sao chưa? Đây là biệt danh của đội bóng nào? Rồi, tôi đã biết luôn. Ờ, kìa bấm! Bóng nào? Ai? Vâng, xin mời anh Moi ạ. Juventus ạ. Trời ơi! Vâng, chính xác ạ. Ngọc Giang thành Turin ạ. Biệt danh của Juventus. Không, anh giành được 200 điểm. Em đang định bảo đội tứ quý ấy ạ. Đội tứ quý. Vâng. Rất tiếc ạ, anh Tú ơi, anh hãy cố lên ạ. Hãy bấm chuông thật nhanh anh Tú nhá. Hay là bóng đá không phải là sở thích của anh ạ? Quá, anh ấy không biết thì làm sao anh ấy bấm chuông được. Chị nói thế, bấm nhanh trừ điểm à? Đúng. Vâng. Tú chỉ thích bóng chuyền nữ bãi biển đó chứ. Để quên con thật ạ. Còn vợ hai đó. Ba đầm già không biết nữa nè. Quá sao. À, nhìn ba kinh. Ừ nhở. Ừ nhở gì. Bây giờ lại cũng lót. Bây giờ mới lót ạ. Vâng ạ. Và câu hỏi tiếp theo của chúng ta thì lại không liên quan đến bóng chuyền bãi biển mà liên quan đến lĩnh vực âm nhạc ạ. Ui, bấm luôn này. Sở trường anh. Sở trường, sở trường. Loại nhạc cụ này có tên là gì? Ui trời. À, gì đây? Ui, cái này chịu đấy. Cái này là cái gì? Cái này là khèn ạ. Ui, chính xác, chính xác, chính xác. 200 điểm này. Wow. Yeah. Anh ơi, thằng Tú không biết cái này. Đỉnh tất. Vâng, vừa là nhạc cụ, vừa là đạo cụ khèn của người Mông, cũng vừa là nhạc khí thiêng liêng kết nối giữa cõi trần và thế giới tâm linh, nhưng cũng là phương tiện để liên kết cộng đồng ạ, chia sẻ tâm tư tình cảm ạ. Cái này chơi sao chị? Ui, bổ ích thôi. Ui, cái này là ông tổ của hip hop vậy luôn đấy. À, thổi hả? Kiểu lúc mà mình thổi là mình phải nhảy nhảy một chút. Nhảy một chân đấy. Kiểu mình phải b-boy, kiểu b-boy tí. Ôi, nhảy, nhảy nó mới có tiếng hả chị? À, cái này anh Độ có đúng không? Không không, cái này của người Mông sao em ạ? Bên anh người Tày là đàn tính. Cái này là mình phải thổi thì nó mới có tiếng anh men ạ. Còn mình nhảy chỉ là để kiểu hòa mình vào giai điệu và hòa mình vào âm nhạc và thể hiện yêu đời ạ. Chứ nhảy mà không thổi thì nó không có tiếng ạ. Ừ đúng. Vâng. Này chịu. Tìm em về âm nhạc là sao có thể bỏ cái kiến thức âm nhạc khỏi chương trình được không? Tìm em là... Hai thằng này phế quá. Vâng. Và chúng ta chỉ còn một câu hỏi nữa ở gói thứ hai thôi ạ. Và đây sẽ là câu hỏi cuối cùng. Đây là sẽ về một lĩnh vực mà thần thoại. Ui, ui, cái này chuyên môn của em luôn, em nó chuyên môn luôn này, bấm luôn này. Ai sửa trường? Đây là ai? Ui, ai là đây? Gánh cả bầu trời. Đây là trong thần thoại Bắc Âu à? Không phải, phải Hy Lạp hay sao chứ? Trong thần thoại Hy Lạp. À, Hy Lạp à? Vâng. Thế thôi chị. Đã hết ạ. Đây là thần Atlas ạ. Ui. Thần Atlas là con trai của thần khổng lồ Titan. Và tiên nữ Asia bị rớt trừng phạt phải mãi mãi gánh cả bầu trời để bầu trời không sụp đổ ạ. À. Ui, vâng, anh chơi ra tốt không biết à? Cặp đấu anh Moi và anh Tú đã kết thúc phần thi của mình ạ.
số điểm tưởng... hiện tại của hai đội là 4.600 điểm và 3.300 điểm. Muốn một câu. Anh ơi, em tưởng dòng này mỏi môi chơi chứ. Anh ơi. Đấy, em thoải mái hơn ở vòng cuối rồi đấy. Cố lên em ơi. Vâng, okay, sẽ là cặp đấu cuối cùng ạ. Hãy gây cấn đến phút cuối cùng. Anh Khôi cũng đừng vì không bị trừ điểm mà không bấm chuông anh Khôi nhá. Hãy em dạy gì hả chị? Tính toán chứ. Tập này là nước rút rồi. Không là không biết cứ bấm nhá. Thoải mái đi. Vâng. Thoải mái đi bạn ơi. Hai người chơi đã sẵn sàng ạ. Tôi chúc hai người chơi thật may mắn ạ. Và hãy đến với hình ảnh đầu tiên quan trọng trong gì? Gói câu hỏi cuối cùng. Đây là di tích lịch sử nào? Ui dồi ôi. Xin mời anh Quang. Theo em đây là địa đạo Củ Chi. Yes. Vâng, rất nhanh và mang về em mới xem 200 điểm ạ. Mới xem anh tốn tiền tỷ xong. Khôi ơi, cẩn thận thôi nhá, Khôi nhá. Địa đạo Củ Chi là một hệ thống phòng thủ trong lòng đất ở huyện Củ Chi, cách thành phố Hồ Chí Minh 70 km về hướng tây bắc. Hệ thống này được quân kháng chiến Việt Minh và mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đào trong thời kỳ chiến tranh Đông Dương và chiến tranh Việt Nam ạ. Câu hỏi tiếp theo như sau ạ. Câu hỏi này liên quan đến văn học. Ta ngu lắm. Hai nhân vật này xuất hiện trong truyện thiếu nhi nào? Nghe phải dễ đấy. Hai nhân vật. Ôi trời ơi. Đây là Dế Mèn Phiêu Lưu Ký. Hai nhân vật nào mà? Vâng, xuất hiện trong truyện thiếu nhi nào ạ? Anh Khôi đã trả lời đúng ạ. Đấy quá anh ơi. Bấm rồi nhưng mà chậm đấy. Đấy quá Khôi ạ. Tô Hoài lót thần cơ ấy. Đặc sắc và nổi tiếng nhất của nhà văn Tô Hoài ạ. Ấy. Tưởng tên hai con này. Nếu mà tên hai con này thì anh Khôi có biết không ạ? Hai con này một con em nhớ không nhầm là dế lửa với một con là... Dế cơm. Dế chót. Không. Dế chót à? Dế chót đúng ạ. Và bây giờ Tú nói sạp ấy. Nhưng mà đúng thật. Đúng phải ạ. Câu hỏi tiếp theo của chúng ta như sau ạ. Tên liên quan đến ẩm thực đấy các anh ạ. Ủa đây rồi. Ôi, em tên ít của ăn món uống. Ăn này là gì? Em ôi không thấy gì luôn. Trời ơi bấm chắc quá. Thưa chị đây là món bánh nậm ạ. Bánh nậm là chưa chính xác ạ. Lấy cho anh 100 điểm. Biết rồi, bình tĩnh được bấm mà. Ăn rồi mà. Dạ chị cộng quang. Cho em 200 điểm đi, bánh bèo. Trời ơi. Không đúng ạ. Bèo lèo lèo ấy. Em biết rồi. Bánh ít ạ. Bánh ít lấy tiếp của anh 100 điểm. Bánh gì anh? Trời ơi. Từ, sâu chuỗi. Đặc trưng của miền Nam Việt Nam ạ. Vâng anh Khôi. Bánh khọt. Đúng vâng rồi. Anh lấy lại 200 điểm đã. Đúng rồi. Hình như là được Đà Lạt lãnh độ quá. Đúng rồi. Em nhớ vâng mà. Vâng ạ. Có thể bánh cắt ra. Ồ, bánh khọt. Đúng rồi ạ. Vâng ạ, bánh khọt. Bánh biết bánh khọt luôn rồi. Là loại bánh Việt Nam, chính xác là loại bánh đặc trưng của miền Nam Việt Nam. Ăn như da heo đúng không ạ? Hoặc bồ sắn. Có nhân tôm và được nướng lên, ăn kèm với rau sống, ớt tươi và ăn với nước mắm pha ngọt ạ. Vâng, nếu mà thích thì thường người ta cũng sẽ để da heo chiên giòn ở bên trên anh Ben ạ. Ngon đấy chưa? Câu hỏi tiếp theo như sau ạ. Đây là gì? Gì đây? Vâng, xin mời anh Quang ạ. Đây là cái đỉnh ạ. Hả? Hả? Cái gì? Đây là cúp C1 mà. Cúp à? Không phải. Đây phải là cái đỉnh ạ. Vâng. Thời gian cái này cái gì ta? Anh bị trừ 100 điểm ạ. Ôi, nước rút rồi. Biết rồi. Dạ, lò luyện đan ạ. Cái phải à? Một cái vòi nhìn cái vòi mấy cái ly kia. Lò luyện này là lấy của anh 100 điểm ạ. Cái đó. Không biết thôi coi ơi. Thôi. Chịu. Quang trả lời được cho Quang 200, anh chịu. Quang. Từ còn thời gian bình tĩnh. Này như là bình rượu hay sao đúng không? Nhưng mà nó trông như phải làm nó là bảo tàng hay nó là một đồ quý giá rồi đấy em ạ. Ồ. Đúng. Em biết bạn ơi. Em nghĩ đơn giản nó là bình rượu thôi ạ. Anh Moi rất là đúng ạ. Đây là một vật khá là trong viện bảo tàng cũng có trưng bày ạ. Đây là địa chấn kế ạ.
Em lệnh chương trình. Ui cũng đã biết, tôi xin lỗi. Đây là thiết bị dùng để ghi nhận sự chuyển động của mặt đất, như là sóng địa chấn sinh ra bởi các trận động đất hay là các vụ phun trào núi lửa và cũng như là những nguồn chấn động khác ạ. Ô, dạo này tôi xem chuyện đọc chuyện tu tiên nhiều quá. Chị có thể giải thích cơ chế hoạt động của nó không? Tại em nhìn như vò rượu ấy, thề với chị luôn. Như kiểu bình rượu. Tôi cũng chưa tìm hiểu đến cái cơ chế hoạt động của cái địa chấn kế này ạ. À, vâng, ok chị. Nếu mà có lần tiếp theo anh tham gia thì nhất định tôi sẽ mang đến cái kiến thức này ạ. Ấy là động đất rồi xong rồi cái xem nó phồi cái gì ra đúng không nhỉ? Thế chị cái đỉnh mà anh Quang nói là cái gì? Cái đỉnh của anh Quang chắc là cái đỉnh để dùng trong thờ cúng đúng không anh Quang? Vâng, đúng rồi. À, nó là cái lư hương mà. Thì gọi là cái đỉnh cũng đúng. Vâng, cái đỉnh nó cũng thường là được gọi như vậy ạ. Vâng, cái này cắm vào đâu, cắm hương vào đâu? Này nhìn như cúp C1 quá nè. C1 là có tông. Câu hỏi tiếp theo như sau ạ. Tứ đại phát minh của người Trung Quốc bao gồm những gì? Kẹo. Ấy à. Vâng, xin mời anh Quang ạ. Chân hình. Đầu tiên là ngũ hành, âm dương, pháo, con dấu, sai rồi chị ạ. Khuôn. Vâng. Tất cả những đáp án anh vừa đưa ra thì chưa một đáp án nào là chính xác ạ. Bây giờ rồi. Tôi gửi. Cái này. Không, rồi, cái gì? Trong mình là có nhưng mà nó chỉ là tượng trưng thôi. Rồi, xong cho em đoán đồ mà. Đây là sản phẩm của những cái phát minh đấy ạ. Vâng, xin xong cho em đoán đồ mà. Đầu tiên là thuốc nổ ạ. Được ạ. Thuốc nổ là một này. Đồng là hai à? À không. Không phải. Đồng. Không phải đồng. Ôi. Thôi. Vâng, chị ơi, em. Vâng ạ, 100 điểm đã hết ạ. Anh không có thử sức không ạ? Để hết giờ thì em đoán thử xem đúng không? Thôi anh thôi thử sức đi ạ. Ôi xong em ơi, dư điểm với anh Trang. Em xin đoán là có giấy này, có thuốc súng này, có la bàn này. Mực. Ừ, với cái cuối là mực, đúng chị? Vâng, gần chính xác ạ. Anh đã đúng được 3/4 rồi đấy ạ. May quá. Anh Ben, anh có muốn trả lời không anh Ben? Em nghĩ cái cuối là lụa đúng không? Dạ, cái cuối không phải là lụa. Đó chính là thuốc súng, la bàn, giấy và kỹ thuật in ạ. À, thì chịu. Vâng, còn 4 cái nữa. Nhau đến với câu hỏi tiếp theo ạ. Đây là một câu hỏi liên quan đến nghệ thuật ạ. Câu này cũng khá là khó ạ. Thì chịu luôn, em bỏ tay luôn. Anh Khôi, anh phải bấm chuông để giành quyền trả lời chứ ạ. Câu hỏi tiếp theo như điểm sau. Điểm nhiều bòn đi Khôi ơi. Để em bấm, anh không bấm sân để em. Sân khấu của loại hình nghệ thuật này được gọi là gì? Sân khấu của loại hình nghệ thuật này. Vâng, xin mời anh Quang ạ. À, sân khấu đúng không ạ? Vâng ạ, sân khấu. Múa rối nước hay là gọi loại hình nghệ thuật hay là sân khấu? Nó phải là sân khấu cơ. Sân khấu của loại hình này ạ. Dễ rồi. Sân khấu nước. Chưa chính xác ạ. Đéo phải Tú. Một cái tên gọi chính xác của cái sân khấu để biểu diễn loại hình này ạ. Vâng, xin mời anh Khôi. Em nghĩ là cái ao. Nghĩ đơn giản thôi. Xong em trả lời đúng không ạ? Nếu không trả lời thì thôi. Nhưng mà một khi đã trả lời là anh làm tôi rất bất ngờ luôn ạ. Cái ao là một đáp án nhất không chính xác ạ. Lấy đi của anh 100 điểm ạ. Thời gian tiếp tục ạ. Sân khấu này gọi là gì nhở? Một cái tên mà nghe rất là truyền thống ạ. Ok. Xong cho em trả lời nhá. Vừa có nước, vừa có địa điểm ở trong đấy và tạo nên cái tên này có hai chữ ạ. Thế em biết rồi. Vâng, xin mời anh Khôi. Nó phải có chữ thủy, tại vì nghe rất là dân gian, chắc chắn nó phải có chữ thủy. Em xin đoán là thủy địa. Thủy địa. Vâng. Vừa nước và vừa đất ạ, nó chưa đúng chính rồi. Xác nhưng mà nó đúng được 50% rồi đấy ạ. Anh bị trừ 100 điểm ạ. À thế à? Thế thủy sao anh ạ? Đéo biết. Ôi, thế là thủy điện à chị? Thế là thủy cung rồi. Thời gian hết ạ. Anh Ben, anh trả lời là gì ạ? Thôi em không trả lời đâu. Bây giờ anh xin quyền trả lời ạ. Câu hỏi của chúng ta là thủy nhưng mà là thủy đình ạ. Thủy đình là nét văn hóa đặc trưng riêng của đồng bằng Bắc Bộ. Thế gần đúng đấy chứ, gần đúng đấy. Rối nước và hát quan họ ạ. Yes.
Câu hỏi tiếp theo của chúng ta như sau. Đây là một câu hỏi cũng mang cái sự liên quan đến thể thao ạ. Câu nào thể không thao biểu diễn. Ui dồi. Đây là gì? Uầy, chắc liên quan tới kiểu xe. Uầy, ui tao bấm không được kịp. Anh Khôi ạ. Đây là loại hình nó gọi là đấu vật kiểu Mỹ chị ạ. Sai. Vâng, nhưng câu hỏi của chúng tôi là đây quay là gì? Đây là cái gì ạ? Quay. Không bấm được. Anh định từ 100 điểm. Chị ơi, trong em đó nhá, trong em đó nhá. Em đọc cụ thể ra đúng không ạ? Vâng ạ, đây là tại cái này tên nó dài. Đây là cái đai lưng giải thưởng của giải thi đấu WWE của Mỹ. Vâng, chính xác ạ. Đây là đai vô địch của giải đấu. Em dài thế. Thì em biết mô tả như nào. Vâng. WWE người ta được gọi championship là một chức vô địch hạng nặng thế giới của đô vật ạ. Ở các bạn em gọi là giải quý quý ý. Vâng, quý quý ý ạ. Vâng ạ. Chính là đai vô địch của giải đấy ạ. Ôi, đai được Georgina cầm mấy lần. Anh đã ghi được cho mình 200 điểm ạ. Bù lại rất là nhiều điểm đã từng bị trừ trước đấy ạ. Không sao chị ạ, vâng. Tầm này chỉ có câu hỏi tiếp theo như sau. Đây là một câu hỏi liên quan đến game ạ. Đây là tựa game nào? Ui trời ơi. Thôi. Game gì anh? Game gì đấy? Game gì đây? Cái trò này tựa game làm mưa làm gió trên nền tảng Audition à? Ôi kìa. Rất hấp dẫn. Ôi trời ơi. Game này game gì vậy? Game gì nhỉ? Chưa chơi bao giờ. Tuy là game này đã bị khai tử vào năm 2016 nhưng mà sau đấy đã trở lại trên nền tảng mobile cùng với một diện mạo vô cùng mới ạ. Đây là game gì ạ các anh? Avatar. Tôi tỷ phú à? Avatar. Không phải Avatar, không phải. À, anh Ngao vừa trả lời là Avatar. Không. Avatar phần 2 ở đây. Đây chắc phải phần 4. Anh biết. Anh ơi, anh có vẻ là biết game này. Đây là game gì hả anh? À không, em cổ vũ thôi chứ em chịu. À thế ạ. Đây là... À thế ạ. Đây là game hàng rong ạ. À, là đầu tiên em nghe luôn. Không biết game này game gì luôn. Không, em nghe tên rồi nhưng em không nhớ. Em nhập vai rất là hot đấy ạ. Nhập vai và người chơi sẽ hóa thành những thân ta. Cô nàng hay là anh chàng bán hàng rong ạ. Nhiệm vụ mà bọn của em chúng ta khi mà chơi cái game này là phải đi đến chợ đầu mối hay là siêu thị để mua hàng và sau đó mang ra vỉa hè để bán ạ. Rất thực tế ạ. Ừ, 2016 em toàn chơi CSGO. Đúng rồi, 2016 em vẫn còn đang đi lừa mấy thằng Tây chị. Nhờ vâng. Vâng, em còn đang chụp ảnh bố mẹ ra nắng. Vâng, tôi rất là hiểu cảm giác đấy của anh Quang ạ. Câu hỏi tiếp theo của chúng ta còn là hai câu hỏi nữa ạ. Câu hỏi tiếp theo như sau. Cây gì được dùng để làm cây nêu ạ? Hả? Cái gì ạ? Chị đọc lại câu hỏi được không ạ? Cây gì được dùng để làm cây nêu? Ấy, cây nêu, cây nêu trong ảnh đấy. Đấy, cây gì? Cây đấy đấy, Khôi. Theo em là cây tre ạ. Không phải. Vâng, đáp án này mang lại cho anh 200 điểm ạ. Không phải, anh thích một cây nào nữa. Không phải. Cây tre nó lù lù cây trúc đúng không? Anh nghĩ là cây trúc đúng không? Tao tưởng cây trúc thì nó phải dẻo hơn. Hóa ra nó là cây tre. Cây nêu của người Hờ Mông làm bằng hai thân cây mai. Đây là một loại tre. Ngồi ngoan. Đây là một loại tre ạ, to, già, thẳng, còn ngọn, có lá xanh, không bị sâu. Với những nghi thức rất là phức tạp khi chặt cây để làm cái cây nêu ạ. Cái tre thật hả chị? Vâng ạ. Em tưởng nó phải tên gọi khác cơ. Còn cây gì nữa anh? Nó là cây một loại tre ạ, đây là một giống tre ạ. À, sao mình treo mấy cái này vào là thành cây nêu anh ạ? Vâng, chúng ta chỉ còn một câu hỏi nữa thôi ạ. Thế không biết. Đây là một câu hỏi... liên quan đến một chút âm nhạc. Thôi em cút rồi. Chỉ một chút thôi ạ. Liên quan đến một nửa âm nhạc ạ. Câu hỏi như sau ạ. Đây là gì? Hả? Ui khôi. Đây là cái gì ạ? Vâng, xin mời Khôi ạ. Đây là máy nghe nhạc chị ạ. Đúng. Vâng, đây là máy nghe nhạc nhưng nó có một cái tên riêng ạ. Thời gian tiếp tục ạ. Anh bị trừ 100 điểm. Còn cái tên riêng nữa ạ. Một cái tên mà ngày xưa rất hay dùng mà hãng dạ. Sony sản xuất ạ. Vâng, em anh xin đoán đây là máy cassette ạ. Không. Nó chạy vào cái băng kìa. Không có băng. Nó
phải là máy cassette. Nó có tên riêng của nó mà. Khôi, tên gì? Ngày xưa Sony đã rất là nổi tiếng trong việc phát hành cái máy này ạ. Thời gian tiếp tục ạ. Đấy, tên đấy. Tên gì? Sony. Vâng, xin mời anh Quang. Máy nghe nhạc MV3 Sony. Cái này không phải là MP3. Không phải MP3, cái này chạy cassette mà. MP3 là điện tử rồi. Cái này mà người ta hay quảng cáo trên TV ngày xưa ấy ạ. Ngày xưa nhà em không có TV. Thề. Thì em biết rồi, em biết rồi, em bấm chuông luôn. Vâng, anh Khôi ạ. Máy nghe nhạc cassette. Anh Quang vừa trả lời là cassette. Anh bảo MP3. 200, à lấy quanh 100 nữa chị, chị trừ nhiều thế. Nhìn anh tôi lại muốn trừ gấp đôi. Nó gọi là gì nhỉ? Gọi là máy stereo hả Ben? Vâng, xin mời anh Quang. Radio nghe nhạc. Gì nữa? Radio nghe nhạc. Không phải máy radio đi. Không phải ạ. Không phải à? Thế sao cái kia có anten đúng không? Đâu, cái cắm 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 không, không đoán mẹ là máy Sony stereo đi. Stereo à? Tên cái gì hả? Đây là cái máy Walkman ạ. Ờ, anh đã nghe cái gì ạ? Chưa nghe bao giờ luôn. Chưa nghe bao giờ luôn. Nghe nhạc Walkman ạ. Walkman nó chạy chưa nghe bao giờ. Em chưa đi bộ ơi ạ. Walkman nhìn được sao thì em biết. Khi mà người ta đặt tên là vừa đi bộ vừa nghe nhạc đấy ạ. Đó là người đàn ông đi bộ à? Walkman in the sun. Nghe nhạc ạ. Mẹ đau mồm quá. Chèo. Ngày xưa tôi nhớ là lúc mà tôi học cấp 2, cấp 3 thì là cái máy này quảng cáo rất nhiều trên TV ạ. Bạn bè có mà tôi nhìn là cũng ghen tị lắm ạ. Nhà em nghèo không có tiền mua. Chị giàu đấy, có còn TV xem. Em nói thật nhé, em không có TV xem, em thề. Vâng, không, rất là đáng tiếc. Nhưng mà chúng ta đã kết thúc phần chơi thứ 3. Cảm ơn hai anh đã thể hiện một phần chơi vô cùng thú vị và xuất sắc. Số điểm hiện tại của hai đội chơi hiện như sau: đội Bố Ngao dẫn đầu với 4.300 điểm và về ở vị trí thứ hai là đội chú chố, đội chú tố với 3.000 điểm ạ. Nói chung nói chung là cũng suýt sao đấy. Vâng. Thôi xuống ngồi xem đi, đừng ép gì nữa. Ngang chỉnh thôi, xuống ngồi xem đi. Ủa thế mình được đến phần thi cuối đúng không chị? Vâng ạ, đội của các anh đã là đội chiến thắng ạ. Vẫn là bây giờ là chiến thắng rất nhiều lần ạ. Các anh đã chiến thắng 3 lần liên tiếp ạ. Đúng là một kỷ lục của chương trình. Và các anh sẽ đến với phần thi thứ 4 là vòng thi hiểu ý ạ. Chứ có mẹ ở lại tao à? Lại là biết mắt à? Lại tao à? Vâng, như này thì đội chơi sẽ cử ra một thành viên nhìn hình ảnh xuất hiện trên màn hình, sau đó miêu tả cho hai thành viên bị bịt mắt còn lại ạ trong 2 phút và sẽ được cộng thêm 30 giây ạ. Tôi tính là 20 giây. Câu đầu tiên em biết luôn này, câu đầu tiên biết luôn này. Biết luôn nhá. Biết rồi nhá. Hình như là kiểu... Chương trình của chúng tôi dạo này không hiểu ra lỗi kỹ thuật cái thỉnh thoảng lại xuất hiện. Trời ơi, lần trước là anh moi rồi đúng không? Lần này cho thầy miêu tả đi anh. Không, chơi nó mới vui. Không phải thầy, thầy ơi đổi. Đổi tí đấy, không thầy ơi tí đấy. Ok á. Giờ nó mới vui chứ thầy. Bịt mắt thử tí mà thầy. Ca sĩ nghệ sĩ Việt Nam ạ. Ui giời ơi. Ui ui. Thôi thầy đéo biết ca nhạc đâu rồi, để tao. Anh lên đi, đúng rồi anh lên đi. Ok. Nhưng mà tao mẹ đang đau mồm, tao hơi chậm đấy nhá. Nghe thông cảm với nhá. Ok thầy được làm đi anh. Ok nhá. Vâng, cứ một câu đúng thì được cộng 500 điểm ạ. Rồi, mong đợi thầy thế. Ước gì được thầy. 2 phút 30 giây. 2 phút 30 giây. Và bọn em phải đúng bao nhiêu câu chị? Đúng được càng nhiều càng tốt ạ. Mỗi câu được cộng 500 điểm ạ. Hôm nay chỉ được cộng điểm thôi chứ không nhân đôi ạ. À ok. Ok. Vâng, nếu mà nhân đôi nữa thì nhiều điểm quá. Chương trình không có đủ khả năng trả thưởng ạ. Ủa, nhắc cái trả thưởng mới nhớ em có nhận được thưởng đâu. Chúng 8 câu là được nhân đôi rồi anh em. Ok. Vâng. Ok. Các anh sẵn sàng, chúng ta hãy cùng nhau đến với rất nhiều hình ảnh với chủ đề ca sĩ nghệ sĩ Việt Nam ạ. 2 phút 30 giây dành cho đội Bố Ngao, bắt đầu. Ok. Yeah. Mỹ Tâm. Không phải. Nhóm gì hát bài Sóng Tình? Này người yêu dấu ơi. Phan Đình Tùng. Cả nhóm mà. Okay. MTV. Đúng. Thầy chơi đi thầy. Trái tim bên lề. Bằng hiểu. Đúng. Ôi trời ơi, thầy ơi. bỏ qua. Ui. Đấy, lúc nãy thầy vừa nói đấy. Đấy, vừa nói xong ấy. Ưng Hoàng Phúc. Đúng.
tài. Giấc mơ chưa? À Thủy Chi, Thủy Chi. Đúng 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 đúng. Đúng rồi, đúng rồi, đúng đúng đúng. Đặt xe nơi sân trường. Anh này cùng thời với cả Đan Trường. À, hát bài đôi giày đỏ, đôi giày đỏ. Lắp trường, lắp trường. Ờ. Chính xác. Ô bị lỗi. Anh hai. Ok ok. Nhắc tên rồi. Rồi nhập nhập chương trường anh ơi. À hát ha nhóm này hát cùng với cả Thủy Chi bài xe đục. Ờ mau. Mau gì? Mau. Nhóm gì? Nhóm gì? FOG. Đúng 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 mau. Mau. Chính xác là tiếp tục đi. Ờ đấy, anh nãy vừa là bạn của anh ấy đấy. À Đan Trường, Đan Trường. Đúng 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 đúng. Anh này hay làm live show xịn sò con bò này. Đông khán giả lắm này. À, anh Tuấn, anh Tuấn. Đúng 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 đúng. À, chính xác ạ. Thầy chơi thầy. Anh này hôm trước làm giám khảo chung kết Moi Rap này. À, rất tự tin. Đúng 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 đúng. À, chị này hát giọng cực cao và cực sang này. À Lê Quyên. Đúng 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 đúng. À, đây là một trong những diva của Việt Nam xuất hiện nhiều nhất này. Ờ chị Thu Hà. Không không không, Mỹ Linh. Đúng, Linh, đúng, đúng, Linh. Đúng 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 đúng. À, cũng là diva này, cùng với cả chị Mỹ Linh đấy này. Mỹ Tâm ạ. Mỹ Tâm, Mỹ Tâm. Không phải. Diva hay hát nhạc Trịnh. Diva hát nhạc Trịnh nhá. Ừ. Trời ơi, bóng bóng bóng, chị bóng, chị bóng. À chị Giang Khảnh đúng không? Chị Giang Khảnh. Ừ ừ ừ. Nhưng mà ảnh là chị không Khảnh. Nhưng mà đúng, đúng chị đấy, đúng rồi đấy. Trời ơi. Chị gì có em một cái màu ơi. Xong rồi có một cái mềm mềm. Đã hết hết giờ ạ. Trời ơi, chị Hồng Nhung mày mềm đấy. Chị Hồng Nhung ừ. Quên mất em. Trời ơi. Tôi lần đầu tiên tôi thấy cách miêu tả của các anh ạ rất là lạ, tôi cũng không hiểu sao các anh lại trả lời đúng ạ. Sao mày không trả lời được chị Hồng Nhung nhỉ? Thầy có cho ông ta. Quên mất anh ạ, quên mất chị này. Có lẽ là tôi nên đổi tên của vòng thi này là Tâm Linh Tương Thông ạ. Có lẽ là không cần miêu tả quá nhiều nhưng mà người bạn, người chơi cùng với mình phân đoán được ạ. Chị ơi, đội này chơi gian lận, đội này chơi có hai người à, không đủ điều kiện rồi. Hai người là như nào nhỉ? Nhóm mau nhóm gì thầy? À, thua nhóm mau. Một đi. Nhóm nhàng rất là lạ. Đúng là một cái tên rất là thân mật ạ. Nhóm mau. Nhóm mau. Em for you, nhóm mau ạ. Vâng, cảm ơn các anh đã giành được rất nhiều câu trả lời đúng không ạ? Ủa, nãy giờ được bao nhiêu câu đúng không chị? Được nhiều câu lắm ạ, nhưng mà tổ chương trình cộng sai hình như chỉ cộng có 200 điểm một câu ạ. Ờ, ok. Một câu đúng là 500 điểm, nhưng mà không sao, số tiền mà cũng như số điểm của chúng ta không quan trọng vì dù sao anh giám đốc truyền hình cũng là người trả thưởng cho các anh ạ. Okay. Bao nhiêu điểm cũng được. Chúc mừng các anh đã giành chiến thắng ở vòng chơi hiểu ý trong game show huynh đệ tranh tài ạ. Hai anh ơi. Có kỷ niệm. Hôm nay anh MVP ấy. Thôi rất vui được gặp gỡ và chúc mừng kỷ niệm, chúc mừng kỷ niệm, chúc mừng kỷ niệm. Cảm ơn chị nhiều. Em đi nghe nhạc nhóm màu đây. À, chúc các anh kỷ niệm chơi, chúc các anh kỷ niệm chơi. Ta phải chụp ảnh kỷ niệm. Ngồi như nào chứ, ngồi như nào chứ. Ờ giơ tay hai hai như nào nhỉ chị nhỉ? Ờ giơ tay hai ạ, đây ạ. Phi. Đây là đâu? Phi cơ. Phi. Đây ạ. Phi. Hòa bình, hòa bình, hòa bình. P-E-A-C-E. Wow. Che em ép mặt chị luôn ạ. Ok ạ. Thế thôi. Ai cũng đau mồm. Rồi ok, làm cái kỷ niệm vào. Chấm xong chưa ạ? Xong rồi. Ờ nhưng mà chúng ta phải để nhóm mau ở đằng sau chứ anh. Anh kỹ thuật đây cho xin nhóm mau ở đằng sau được không? Nhóm mau. Anh đây ca rồi. Sĩ. Đây 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 đây, nhóm mau đây rồi. Ôi chết rồi, tôi quay lưng rồi. Đây, tôi quay mặt. Ok chị ơi, chị quay mặt cũng không thấy mặt chị đâu. Dạ. Rồi, ok là 2 1 ạ. Đã mau chính ra thằng Dím hay hát nhạc nhóm mau này. Ờ. em đi quảng bá bạn bè thế giới nghe nhạc nhóm mau đây. Ok, xong rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn mọi người nhiều. Anh em chuẩn bị sức khỏe thật là tốt để có thể tham gia hành trình vô tri của chúng ta. Ok chị ơi. Tới ạ. Cảm ơn anh kỹ thuật, cảm ơn chị MC. Tính ra là đội mình bị ao chỉnh quá nhỉ. Đấu ngang mà. Ngang đéo đâu ngang. Ngang ngang cái đó. Cái cuộc em với thầy là ngang ngang rồi đó. Không, tao cũng phải nói thật là bên tao với Khôi mạnh quá.
À, hôm nay quay rồi thật là anh gái không gái cái độ là sao? Cao đấy anh ạ. Không đỡ được. Hôm em tưởng anh bị bệnh buồn ỉa gì anh gánh thế. À thế đi ỉa rồi, ỉa về mới gánh được chứ. Không đi ỉa là chết rồi đấy.